nào ghi âm à, ghi, ghi ghi hình lại cái bài đào tạo này thì nên ghi nha. Ok rồi. Bạn chờ tí. À, cái này à, quyền hot là đã trao cho Phượng rồi. Rồi các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu về các cái dòng sản phẩm short pin, ý nghĩa của nó là thấm hút ha. Thì tuyệt vời lắm, khi mà các bạn nghiên cứu về sản phẩm thì các bạn mới hiểu là chúng ta là những tư vấn viên có phước vô cùng, vì sản phẩm nó quá là đỉnh cao khoa học và nó đem đến nhiều cái giá trị không tưởng, nhiều cái giá trị không tưởng được để cho người tiêu dùng. Thế hôm nay tôi sẽ nói với các bạn về cái giải pháp sạc pin này, là nó ý nghĩa, tôi nhắc lại nó là ý nghĩa của nó là thấm hút. Chứ về các bạn phải hiểu cái nghĩa của nó để khi chúng ta sử dụng các bạn sẽ hiểu sâu là tại sao mà các nhà khoa học đặt tên cho nó và công dụng của nó là như thế nào nhá. Rồi. Và nó là giải pháp detox thông minh cho cuộc sống dễ dàng. Đây là detox, đây là chúng ta gọi là thải độc ấy nha. Đây là một cái giải pháp thải độc thông minh, vì nó khác ở cái chỗ là trên thị trường có rất nhiều sản phẩm detox. Người ta nói là chị uống vô, anh uống vô, bạn uống vô, nó sẽ ra được độc tố. Và có một người cầm một cái lọ penicillin mà bột hay pha, nó đến khoe tôi là đây này, sản phẩm bên em uống mà nó ra những cái viên sạn trong mật như vậy. Tôi nói nếu mà mày khoe tao cái đó thì nó ở tầm quá thấp, mày khoe tao cái này chẳng khác nào mày đi đến một cái giáo sư mà mày khoe, trời ơi thầy biết không, em mới làm bài toán 5 cộng với 5 bằng 10 hay vô cùng, mày cầm ngay về lập tức. Đồ quỷ, cái đó là không phải là cái mà khách hàng người ta đi tìm, bởi vì nó quá thấp, đúng không? Cho nên sản phẩm series á, là nó giống giống chúng ta phải so sánh nó là nó giống như là những cái trí tuệ của một giáo sư ở một một viện sĩ, và đúng là như thế, những viện sĩ viện hàn lâm cùng ngồi với nhau để cho ra đời được những sản phẩm cộng với nguồn nguyên liệu mà có 102 trên thế giới. Như tôi nói, tôi sẵn sàng tặng cho 100 triệu cho bất kỳ ai mà chuyển cho tôi cho một cái thông tin nào mà về vùng đất Siberia có nguồn thảo dược như vậy. Cho nên không có, và chưa bao giờ tôi mất cái số tiền 100 triệu, hoặc là ai muốn nhiều hơn cũng được. Rồi như vậy thì chúng ta hôm nay có một cái giải pháp để tốt. Rồi thứ hai đó là gì? Đây là cái giải pháp này, nó là lý tưởng để làm sạch toàn cơ thể. Chúng ta nhớ nha. Thế thì rất nhiều sản phẩm nó chỉ làm sạch ở đường ruột, ở một một số cơ quan, còn chúng ta là làm sạch toàn bộ cơ thể. Thế này thì chúng ta thấy cái cơ cấu của nó là như thế này, nó ràng buộc kết dính chất độc nguy hại rồi nhanh chóng loại bỏ theo đường tự nhiên đó. Như vậy thì chúng ta thấy đó là một công năng. Rồi thứ hai là công năng nó gì, là bình thường hóa trao đổi chất, và thứ ba nó là ổn định hoạt động của đường tiêu hóa đó. Chúng ta thấy là ba cái công năng của các sản phẩm sạc pin này. Rồi bây giờ là tôi lưu ý tất cả các bạn đây này, đây là cái lưu ý tối quan trọng mà nhiều người không có nhắc nhở khách hàng đó. Thì chúng ta phải, khi chúng ta mà giới thiệu cho khách hàng của mình thì chúng ta phải nói là các sản phẩm sạc pin này nè, là phải uống cách xa tất cả các sản phẩm khác của Siberia, kể cả các loại thuốc đông tây nha. Là thời gian bao lâu? Là phải 2 giờ nha, phải tối thiểu là 2 giờ. Thế thì tại sao mà phải uống cách xa như vậy? Đó là một cái sự độc đáo của sản phẩm. À, bởi vì tí nữa các bạn sẽ được biết tại sao mà nó phải uống cách xa như vậy. Tôi sẽ phân tích sâu. Và ở đây các bạn hãy ghi cái giá từng sản phẩm đây. Tại sao mà tôi yêu cầu các bạn phải nhớ cái giá? Không phải để chúng ta đặt hàng, nhưng tí nữa trong cái bài chia sẻ tôi sẽ phân tích cho các bạn thấy là giá trị về sản phẩm, giá trị về sức khỏe, giá trị về làm đẹp và giá trị về tài chính như thế nào, để chúng ta biết là chúng ta có ở trong tay sản phẩm ở dưới đất nhưng kết quả thì nó ở trên trời. Điều đó là cái hạnh phúc vô cùng cho tất cả những tư vấn viên, những người đang tìm hiểu một những cái dòng sản phẩm mà thực sự có khả năng bảo vệ được cái sức khỏe của mình một cách hữu hiệu. À, nha. Rồi. Đây thì tôi cũng trước khi chia sẻ với các bạn thì tôi nhận được một cú điện thoại thì gọi đến cầu cứu rằng là
vì bố bị ung thư mà chạy khắp Sài Gòn rồi các bệnh viện ở khắp nơi, cuối cùng là càng đi thì càng nặng hơn, và người ta bây giờ lại cái tuổi rất là cao rồi, bây giờ người ta nói là phẫu thuật để cắt bỏ một quả thận đi rồi để chuyển hóa chất tiếp. Thế thì tôi phân tích cho là bảo vệ là phải bảo vệ khi nó chưa hỏng, nhưng bây giờ hỏng nó còn gì bảo vệ nữa, cho nên không thể nào cứu được. Tôi xác định luôn không thể nào cứu được, và bệnh viện cũng không cam kết cứu được thì tôi nói thôi. Thế thì đó là một bài học, cái người ra đi là tấm gương cho cái người còn lại. Thế thì chúng ta là những người yêu quý bản thân mình, yêu quý sức khỏe và yêu quý sắc đẹp của chúng ta, thì chúng ta phải bảo vệ nó khi nó chưa mất. Nó mất rồi thì còn gì để bảo vệ, đúng không? Cho nên chúng ta hãy nhớ cái điều đó. Vì thế là tôi đề nghị với tất cả các bạn, chúng ta hãy chịu khó chăm vào những cái nội dung như thế này, bởi vì các bạn phải hiểu sâu tất cả những cái sản phẩm. Tôi đã mất rất nhiều công sức, tôi ngồi nghiên cứu tài liệu và để đưa ra tất cả những cái giá trị cao nhất để cho các bạn có đủ khả năng, có đủ kiến thức mà dùng cho chính mình và chia sẻ cho khách hàng của mình. Cho nên là các bạn muốn phát triển ở trong siêu đi thì có một cái điều như sáng nay tôi nói đó, là kiến thức là chìa khóa thành công, mà nếu mà cái đầu mà trống không thì cái đừng đừng mong mà cái hộ nghèo được xóa, đúng không? Nếu mà chúng ta không có kiến thức thì chúng ta làm siêu đi cũng vẫn ở trong cái diện mà hộ nghèo. Để chúng ta nhớ nha. Chúng ta bây giờ bắt đầu tìm hiểu nào. Cái sản phẩm đầu tiên là sản phẩm Pure Life, tức là nó có mang ý nghĩa là làm sạch. Nó là làm sạch. Đây là một sản phẩm tự nhiên liên kết độc tố rồi loại bỏ khỏi cơ thể chúng ta. Chúng ta thấy không? Pectin làm giúp làm sạch đường ruột, cải thiện nhu động. Trà Curil, tức là ở trong cái hộp trà Curasai của chúng ta đó, trà Curil là cái tên của thổ dân, và cây phan tả diệp là nó có tác dụng nhuận trường nhẹ. Inulin có trong củ quốc vu. Bạn thấy là tại sao mà tôi để cái chữ quốc vu mà xanh, thì tôi muốn nhấn mạnh về cái giá trị của cái củ này. Thì các bạn hãy lưu ý nha, từ nay cho đến cuối cái bài này các bạn hãy luôn luôn lưu ý đến cái củ quốc vu này nhá. Giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Cây cúc dại tầm xuân giúp tăng cường miễn dịch. Rồi, thành phần của trong cái Pure Life này là bột quả tầm xuân, chất gôm cây ga của Ấn Độ, bột củ cúc vu, bột táo, bột vỏ hạt mã đề, bột rễ cây thục quỳ, bột rễ cây ngưu bàng, chiết xuất cây mộc bạc, chiết xuất cúc dại, chiết xuất cúc la mã, chiết xuất trà curiêu, chiết xuất phan tả diệp. Đấy, bây giờ cách uống nè, rót 200 ml nước ấm vào một cái cốc cao, giống như là chúng ta pha vào trong một cái cốc mà uống bia đấy, thì chúng ta pha chừng một nửa nước đó là được nha, để cho dễ quấy không văng ra ngoài mà thôi. Thêm một muỗng cà phê sản phẩm và trộn kỹ, thì trong ngày uống 1 đến 2 lần. Thế tôi nhắc lại nha, vậy thì uống 2 lần là uống buổi sáng sớm khi mà bụng đói, và uống buổi tối trước khi đi ngủ sau khi chúng ta ăn, và chúng ta uống tất cả các sản phẩm của Siri hoặc là sản phẩm của các công ty khác nếu chúng ta còn, hoặc là chúng ta những người bị cao huyết áp tiểu đường mà vẫn dùng tiếp tục dùng thuốc tây, thì chúng ta phải uống tất cả những cái thứ sản phẩm đó trước. Cuối cùng khi lên giường ngủ rồi thì chúng ta uống cái sản phẩm Sobin này nha. Và nhớ thì bao bì của nó là 80 g, và ở đây là giá 286.000 một lọ. Ta nhớ, chúng ta phải nhớ những cái giá này. Và tại sao thì tí nữa các bạn sẽ hiểu. Rồi, thì thế thì với cái sản phẩm Pure Life đó, thì chúng ta là tôi gợi ý phối hợp cái này nè, bởi vì nó là một sản phẩm mà nó làm sạch toàn bộ ở hệ bạch huyết, tất cả các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Như tôi đã nói là một mình nó thì nó không đủ làm sạch hết tất cả ở cấp độ tế bào, cho nên chúng ta tăng cường đồng đội. Thế thì chúng ta dùng chung với cái Renasentricosis là bộ ba thanh lọc lừng danh của Sivri, rồi chúng ta kết hợp với trà Purosai. Đấy, rồi cái trà này là nó sẽ, đây là chúng ta thấy không, sản phẩm có tác dụng ổn định tiêu hóa, vì chúng ta uống cái sản phẩm Pure Life này là để cho làm sạch các cơ quan trong cơ thể, làm sạch hệ bạch huyết, làm sạch hệ tiêu hóa. Nhưng nếu mà một mình nó thì nó cũng có khả năng đủ, nhưng để mà đạt được cái đỉnh cao hơn thì chúng ta nên phối hợp để tạo cho khách hàng
mà muốn trải nghiệm sản phẩm phải có ngay niềm tin. Đấy, thế thì bây giờ này chúng ta thấy là một bộ ba thanh lọc 544.500, chúng ta cho họ uống có thể là 2 hộp trà, 3 hộp trà, 4 hộp trà, tùy theo chúng ta cân nhắc khả năng tài chính. Và chúng ta cho uống hai lọ này, hai lọ sản phẩm này nó chỉ khoảng tầm, nếu mà là khách hàng đang dùng trải nghiệm sản phẩm, chúng ta đừng nhớ, chúng ta nhớ ở đây là cuối tháng mà tôi cũng nói luôn, là chúng ta đừng ký hợp đồng cho người muốn sử dụng thử sản phẩm, bởi vì điều đó là nó rất là mất công. Và thứ hai nữa là những cái quyền lợi của chương trình hãy khởi động nhanh họ không hiểu, cho nên nếu chúng ta lại ký vài chục điểm đến khi mà họ tham gia, biết đâu cái tháng sau họ nhận ra cái giá trị, họ làm quyết liệt thì là mất cái chương trình khởi động nhanh của tháng đầu, bởi vì bạn không mua 100 điểm. Vì thế chúng ta chỉ kết hợp những sản phẩm này và chúng ta lấy đúng giá của họ. Vì sao? Bởi vì tôi đã làm việc với lại ban chiến lược và đã làm việc với công ty. Thì nếu công ty phát hiện ra bất kỳ một người nào mà bán phá giá 500 đồng, trên lệch giá 500 đồng, ví dụ như là 115.500, mà chúng ta bán 115.000 hoặc là 120 gì đó cho nó chặn số tiền đó, thì mà có bằng chứng là công ty sẽ cắt hợp đồng. Cho nên chúng ta không dại dột mà làm cái điều đó, thì chúng ta có quyền lấy đúng cái giá này. Để chúng ta nói với họ, nếu bây giờ bạn muốn được giảm giá giống như là bạn vào siêu thị thì bạn phải làm cái thẻ thành viên. Thế thì khi bạn làm thẻ thành viên thì công ty sẽ cho bạn được cái quyền lợi đó, còn bạn đang đứng ở ngoài, bạn chưa là đối tác thì bạn phải mua như một người khách hàng bình thường, bởi vì họ lên văn phòng công ty họ cũng phải mua đúng cái giá như vậy. Cho nên chúng ta nhớ nha, đó là một cái sản phẩm đầu tiên là July. Rồi sản phẩm thứ hai Sabin John Comfort này nè, là nó là chất hấp thụ tế bào khớp. Các bạn nhớ nha, xương khớp vô cùng khó điều trị ở cơ quan hơn là cơ quan. Ở cơ bắp, cơ quan dễ bóc đất, bóc tách độc tố và xử lý nhanh, nhưng ở xương khớp là khó cực kỳ. Cho nên các bạn thấy là tại sao cái giá có thay đổi nè. Cái giá ở đây hồi nãy là bao nhiêu, mà bây giờ giá này bao nhiêu? 319.000, đúng không? Đây, tôi sẽ nói với các bạn về giá trị của nó này. Thủy phân collagen tự nhiên, tại sao tôi để cái chữ này xong mà tôi nói, giúp phục hồi xương khớp và pectin. Táo giúp và táo cung cấp làm sạch cơ thể. Chất inulin bình thường hóa hệ vi sinh đường ruột. Vỏ cây liễu là một nguồn salicylate có tác dụng chống viêm trên khớp. Đây, về nói dược tính thì cái salicylate này nó tiết xuất từ cây rễ trắng, là chúng ta biết rằng là trước đây là có cái viên aspirin là được ca ngợi lắm. Hiện nay thì trên thế giới nhiều nước ta vẫn dùng cái salicylate nha, tức là aspirin ấy. Aspirin là nó là làm cho máu nó loãng và nó giảm đau rất là hay, nhưng nó có một cái bất tiện là nó gây ra đau dạ dày, cho nên hiện nay là người ta uống paracetamol hay là những loại giảm đau khác thay cho salicylate tức aspirin, nhưng nó lại là aspirin giảm đau hay lắm, rất là nhanh so với tất cả các sản phẩm khác về thuốc tây đấy. Vậy thì công nghệ thủy phân collagen tự nhiên là chúng ta biết đây là một cái công nghệ mà nó làm chia nhỏ cái collagen ra để cho nó thẩm thấu ngay vào trong xương khớp của chúng ta. Đây là các bạn muốn tìm hiểu sâu về công nghệ thủy phân này, ở trên Google nó cũng có những cái thông tin để giúp cho các bạn. Cho nên công ty của chúng ta biết được rằng là đây là một cái giải pháp mà nếu mà kết hợp bằng cái công nghệ với những cái sản phẩm này, những cái nguồn thảo dược này mà kết hợp với công nghệ thủy phân collagen tự nhiên nữa nha, tại vì nó có ba cái công nghệ thủy phân, cho nên chúng ta dùng ở đây là Siberia là dùng công nghệ collagen thủy phân chứ không có dùng cái hóa chất nha. Thế thì khi mà chúng ta cho bệnh nhân bị xương khớp, ngoài những cái sản phẩm về đặc trị về xương khớp, nó gọi là biệt phẩm, tức là những sản phẩm đặc biệt để áp dụng cho xương khớp, ví dụ như Cyclobetan 6 này, thì chúng ta cho các bạn nhớ nha, tất cả những bệnh nhân về xương khớp, đặc biệt là những người bị gút, là acid uric nó đọng lại ở tất cả các cái đốt xương khớp á, của người á, đã biến thành tinh thể muối urat. Mà nếu mà chúng ta không hiểu được giá trị của cái sản phẩm John Comfort này thì chúng ta điều trị bệnh xương khớp cực kỳ khó và chậm. Đấy là lý do tại sao mà ngay cả viện khớp cũng điều trị gút
nó không hiệu quả lắm. Tôi tiếp xúc nhiều bệnh nhân họ cũng ở uống thuốc tây quá nhiều, như ngày hôm kia tôi tiếp xúc một bệnh nhân mà uống đến nỗi mà gan thành hẳn rồi mà hút thì không khỏi được đấy. Nhưng nếu chúng ta mà biết cái giá trị của cái sản phẩm này thế chúng ta đưa vào thì nó sẽ thẩm thấu, nó tức là chúng ta thấy nó sẽ phục hồi các khớp và nó sẽ làm sạch, nó sẽ làm sạch ở đây làm sạch cơ thể nói chung và làm sạch cái chỗ mà giao điểm giữa hai cái đầu sụn đó, giữa hai các khớp xương chúng ta này nó có cái sụn, thì khi mà axit uric nó đọng vào trong nó nhiều quá thì nó biến thành tinh thể muối urat y như là muối ăn của chúng ta thôi. Chúng ta mà nếu mà phẫu thuật ra nó những cái cục tophi mà nó lồi lên mà các bạn mà coi hỏi những bác sĩ mà ta rạch ra cho mà thấy thì nó là ra những cái bột, nó là tinh thể muối đó, muối urat đó. Vậy thì khi chúng ta dùng cái sản phẩm này nó sẽ bóc nó ra, nó bóc và nó đi theo máu và đưa xuống gan và nó đào thải ra ngoài. Chúng ta thấy là cái công nghệ thủy phân để sản xuất ra cái sản phẩm này cực kỳ tuyệt vời. Vậy thì các bạn thấy là tôi đọc cái tài liệu này tôi thấy là một cái sự kết hợp hay vô cùng đấy. Cho nên là bởi vì ở đây chúng ta thấy nè, tất các thành phần của nó là bột quả tầm xuân, collagen hydrolyzed pectin, rồi bột cúc vu, bột táo chất gôm kê ga Ấn Độ và chiết xuất cây vỏ liễu trắng như chúng ta nói là salicylate này. Cho nên khi mà bệnh nhân bị đau khớp tại vì gút hay là các bị xương khớp nó đau ghê lắm, khi nó đau là nó đau ghê lắm, cho nên chúng ta tăng cái liều thì nhờ cái liều trắng tức là salicylate này thì bệnh nhân sẽ có tác dụng giảm đau mà không cần dùng đến các thuốc giảm đau ví dụ như là colchicine. Bệnh nhân khớp á, bị gút hay uống colchicine, thế thì chúng ta hay là diclofenac á, là thuốc tây, thì chúng ta cho uống cái này tăng liều lên, bệnh nhân không phải uống cái thuốc tây, thì khi đó chúng ta tạo được một cái uy tín về sản phẩm và niềm tin lớn ở trong lòng khách hàng. Chúng ta nhớ nha, để chúng ta hiểu được sản phẩm. Em bé nào đang phát biểu đó, em bé nào có thắc mắc gì thì tí là thắc mắc sau nha. Rồi tiếp theo này chúng ta này, cách dùng này: rót 200 ml nước ấm vào cốc cao, thêm một muỗng cà phê sản phẩm và trộn kỹ trong ngày uống 1 đến 2 lần, là đấy cũng như trước. Và cái chai lọ nó là có cái định lượng là 80 g. Rồi đây tôi gợi ý này, phối hợp này ở đây là các bạn phải biết rằng là chúng ta chữa bệnh á, chúng ta dùng ở đây thì chúng ta không nói chữa bệnh, nhưng khi mà chúng ta dùng các cái sản phẩm này gọi là phương pháp sinh học tự cân chỉnh thì tự cơ thể nó phục hồi. Thì trong việc cho dù dưới cái tên gọi gì đi nữa, khi chúng ta đuổi giặc ra khỏi lãnh thổ, đuổi xua đuổi độc tố ra khỏi cơ thể là chúng ta đánh giặc, cho dù chúng ta nói dưới hình thức nào thì ý nghĩa của nó là đánh giặc. Vậy thì trong chiến tranh á, người ta huy động có quân thần tá sứ, tức là người ta trong việc điều trị bệnh á, là giống như là bên quân đội á, là phối hợp nhiều binh chủng chủ lực, binh chủng hỗ trợ, thì chúng ta có là cái dòng này, cái lympho san này là gọi là quân, tức là vị chủ để bóc độc tố ở trong các cái khớp ra rồi, thì chúng ta dùng thêm cái bộ ba thanh lọc này. Vì sao ạ? Bởi vì tất cả mọi cơ thể từ trẻ 15 tuổi trở lên là đã dùng được cái sản phẩm bộ ba thanh lọc này rồi, chúng ta nhớ nha. Vì sau 15 năm ăn tất cả các thực phẩm là độc tố bắt đầu đã tích tụ lại trong tế bào rồi, cho nên chúng ta ngay lập tức kê cái sản phẩm này, sau khi chúng ta đưa cái bột limosan kia rồi thì chúng ta đưa cái bột ba thanh lọc này, rồi chúng ta cho dùng kết hợp thêm gì, granulocyte. Cái trà này thì cung cấp flavonoid, arbutin và axit ricin để tốt cho khớp xương. Cái này nó sẽ giúp tăng cường thêm tính năng bảo vệ khớp xương đấy. Rồi chúng ta uống glucosamine choline này để mà bảo vệ cái đầu xương. Chúng ta nhớ nha, chúng ta dùng cái dòng sản phẩm sport này thì nó dược lực nó rất là mạnh, bởi vì cái này được sản xuất cho các vận động viên thể thao. Thế thì chúng ta cho bệnh nhân uống những cái sản phẩm này hiệu quả nó nhanh. Và sports protein tức là những dòng protein mà dành cho vận động viên thể thao, nếu họ có điều kiện tài chính tốt thì chúng ta phối hợp thêm những cái sản phẩm này ở trong tài liệu các bạn nghiên cứu. Vậy thì vì sao ạ? Đối với những người mà bị bệnh về xương khớp mà họ vẫn phải đi lại. À, ví dụ như người bị gút không thể nào mà, hay là những người bị viêm khớp gối hay là khớp háng họ vẫn phải di chuyển, không thể nào họ chưa thành phế nhân, cho nên là khi mỗi di chuyển nó đau thì chúng ta tăng cái kết hợp phối hợp những sản phẩm này như vậy thì để chúng ta rút ngắn cái thời gian mà phục hồi cho họ. Ở trong này các bạn biết là nó có những cái dòng mà gọi là nó có cái sản phẩm Syndromitan 6 La Mã đấy, để chúng ta có thể kết hợp vào được nếu mà khách hàng có điều kiện tài chính. Các bạn nhớ ở đây là tôi chỉ gợi ý phối hợp thôi, còn liều lượng như thế nào thì các bạn phải nhớ
là quy luật để dùng thực phẩm chức năng mà xử lý bệnh tật như thế này. Riêng cái bộ ba thanh lọc là chúng ta không thay đổi, trừ trường hợp là tôi là điều trị cho ung thư thì nó khác, còn bình thường tất cả mọi người trong bất kỳ bệnh gì thì các bạn không thay đổi cái bộ ba thanh lọc này. Nhưng trà có thể là ví dụ như là bây giờ họ bị gút nặng quá, bây giờ các cục tô thi nó sưng lớn quá, qua tăng cái này lên 4 lọ này, 5 lọ này, 6 lọ này đấy, thì ta tăng cái gọi là vị quân này lên cho nó mạnh nhá. Nhiều vị tướng thì điều hành một cái trận đánh nó đưa khả năng thắng nhiều hơn, còn những cái vị này là quân rồi có thần rồi tá rồi sướng, tức là những cái đội quân nó sẽ các cái binh chủng nó hỗ trợ cho. Thế thì chúng ta có thể là tăng cái trà này lên, cái dòng glucosamine này thì một một lọ nó tới 120 viên thì chúng ta không cần tăng liều, chúng ta chỉ tăng uống làm sao mà nếu mà bị nặng quá thì chúng ta cho uống 1 tháng nguyên một lọ này, còn nếu họ nhẹ thì chúng ta cứ cho một lọ này là chia ra được làm 2 tháng. Chúng ta nhớ nha, cái sự phối hợp đó nó tạo ra được cho các bạn những cái kết quả ngoạn mục, bởi vì tôi cũng như các bạn thôi, tức là các sản phẩm gì của Savory thì tôi cũng mua được những sản phẩm đó, có khi tôi không mua được bởi vì tôi chậm chân hơn các bạn, nhưng tại sao mà tôi tạo ra được những cái kết quả, bởi vì giống như một người đầu bếp giỏi đó các bạn, tức là chúng ta phối hợp các cái món ăn và liều lượng như thế nào cho nó đúng thì nó sẽ ra được món ăn rất là ngon và người người dùng người ta khen ngợi. Đó là cái cách mà ông Giang Canh Cúc, mà ông nổi tiếng, đầu bếp nổi tiếng của Trung Quốc đấy nha. Và chúng ta tìm hiểu tiếp nè, Defend, chúng ta tìm hiểu cái dòng sản phẩm Defend. Đây là nó gọi là intestinal defense, tức là nó là bảo vệ đường ruột, cho nên đây gọi là chất thấm hút thảo mộc cho đường ruột. Chúng ta nhớ là nó là một cái chất thấm hút cực mạnh, nhưng ở đây nó là thảo mộc không hề có hóa chất, cho nên là chúng ta phải nói với khách hàng là tuyệt đối an toàn khi bạn dùng cái sản phẩm này, không phải thắc mắc cái gì cả. Đây là chất kích thích tự nhiên để duy trì khả năng miễn dịch đường ruột, chống lại nhiễm ký sinh trùng đấy. Vậy thì Defend nó có khả năng xử lý giun sán nha, chúng ta nhớ là tôi đã từng xử lý sán chó cho bệnh nhân của mình bằng việc cho uống cái Defend này. Đây, chúng ta thấy nó chống nhiễm ký sinh trùng. Thế thì vậy thì chúng ta không phải, đối với những người bị sán chó mà nó lên trên não là để mà điều trị bằng tây y là gian khổ lắm đấy, nó giúp cho là cực cho bệnh nhân lắm. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần hiểu được giá trị của việc cái sản phẩm này nó có tính sổ giun sán và ký sinh trùng đường ruột đó, cho nên thì chúng ta hãy nhận hiểu được để chúng ta đưa vào sử dụng cho bản thân mình. Ai chưa uống Defend, mặc dù chúng ta uống bộ ba thanh lọc, nhưng cái con sán chó, cái con sán sơ mít, những cái con giun nó lại không bị ảnh hưởng, chúng ta nhớ nha. Cho nên chúng ta phải uống cái Defend này để cho nó đẩy tất cả, nó tiêu diệt các ký sinh trùng ở đường ruột và nó đẩy ra bên ngoài đấy. Pectin táo và chiết xuất pan ta diệp giúp làm sạch đường ruột nha. Hai cái này nó sẽ là hỗ trợ tiêu hóa. Chiết xuất cúc vàng, cúc ngải vàng, cây sa cúc, cỏ xạ hương có tác dụng dùng chống ký sinh trùng. Actiso giúp tiết mật dễ dàng và giảm viêm đấy. Các bạn thấy là sự tính năng của nó là như vậy, gồm có các thành phần nè: cây sa cúc, hoa cúc ngải vàng, chất gôm cây ga của Ấn Độ, cỏ xạ hương, bột táo, bột củ cúc vu. Thế giờ tất cả sản phẩm này đều có cúc vu ở trong nó hết. Tí nữa tôi sẽ nói tại sao mà công ty Sibri tất cả những sản phẩm này đều không thể thiếu ở trong cái thực đơn này. Thì cúc vu là một vị vô cùng quan trọng để tạo nên cái giá trị cho các cái sản phẩm mà bột gọi là trước đây thì gọi là dòng Limfusan đấy, thì bây giờ gọi là Sobin nha. Bột vỏ hạt mã đề, chiết xuất cây artiso, chiết xuất cây phan tả diệp, đó đó là các thành phần ở trong một cái lọ này và giá của nó là 242.000 đồng. Thế thì bây giờ các bạn thấy là với một cái người để có nhu cầu mà xử lý sạch sẽ đường ruột, bây giờ 20 năm, 40 năm, 60 năm rồi,
Tôi chưa từng bao giờ để mà làm sạch hệ tiêu hóa của tôi, bởi vì các bạn nhớ nha, đường ruột của chúng ta nó được xem như là quả tim thứ hai của cơ thể đấy, cho nên nó là mạch của sự sống. Đường ruột của chúng ta là nó đem lại cái giá trị sự sống cho chúng ta, bởi vì tất cả những thức ăn mà phải đi qua hệ tiêu hóa là đường ruột thì nó sẽ mới hấp thụ được dưỡng chất và nó mới quay trở lại nó nuôi cơ thể. Thế bây giờ nếu mà cái đường ruột nó không sạch thì nó sẽ không phục vụ chúng ta một cách tốt nhất. Đó là lý do tại sao nhiều người ăn vẫn gầy gò, hoặc là nhiều người ăn ít nhưng mà lại béo phì, hoặc là những người đi ra phân sống, bởi vì hệ tiêu hóa đường ruột nó hỏng hết rồi thì chúng ta hướng họ dùng. Thí dụ như là bây giờ với một người bình thường uống hai lọ này 484.000 chưa có chiết khấu 25%, chúng ta thấy là người nghèo có khả năng dùng được không ạ? Người nghèo có khả năng bảo vệ đường ruột của mình không, đúng không? Người nghèo mới là cần dùng cái này nhiều, bởi vì thực tế thì người nghèo thì người ta ăn những cái thức ăn mà bình dân quá, cho nên quá nhiều chất độc, thì chúng ta hãy khuyên họ nên dùng cái này, sản phẩm này đấy nha. Tiếp theo này, một gợi ý phối hợp này đấy, chúng ta lại tiếp tục dùng cái sản phẩm Defense với kết hợp với bộ ba thanh lọc và trà Shibunu. Đó, để làm gì? Đây là sản phẩm hỗ trợ tăng cường chức năng đào thải các chất độc có hại của đường ruột, gan và thận. Thế thì đối với cái cơ hội, đối với người có cái nhu cầu mà làm sạch đường ruột thì chúng ta kết hợp ba sản phẩm này là chúng ta đã làm sạch cái đường hệ tiêu hóa cho họ rồi. Còn nếu họ có nhu cầu gì khác thì các bạn có thể kết hợp thêm, cái đó là tùy nha, tùy theo cái điều kiện tài chính cũng như là tùy theo cái nhu cầu của người khách hàng của mình, họ muốn gì thì chúng ta sẽ hướng họ dùng thêm các cái sản phẩm của công ty Siri mình. Rồi, đây là cái sản phẩm này nè, đây là cái sản phẩm này. Tí nữa là cái phần hấp dẫn nó nằm ở phía sau, sau cái sản phẩm này thì tôi sẽ nói với các bạn về cái sự hấp dẫn của sản phẩm. Đây là Sabin này, cái này là inulin tự nhiên, nó lấy cái tên inulin này, chất cô đặc polysaccharide tự nhiên được thu được từ củ cúc vu có chứa inulin. Khi đi vào đường tiêu hóa, inulin biến thành fructose, biến thành đường fructose và làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate và các chất béo có sẵn, liên kết và loại bỏ cholesterol, kim loại nặng và các chất độc hại khác hình thành trong cơ thể hoặc đi vào cơ thể. Đấy, tức là nó đã sẵn rồi, hoặc là nó sẽ đi vào trong cái bữa ăn mà chúng ta sắp ăn, thì chúng ta cho dùng cái inulin tự nhiên này thì nó sẽ xử lý được cái tất cả những cái thông tin mà sản phẩm đã thông báo cho chúng ta. Rồi, thành phần này, đây là chúng ta thấy hồi nãy những thành phần khác nó nhiều, ở đây chỉ có một thành phần duy nhất là bột từ củ cây cúc vu. Đây, nó hoàn toàn là sản phẩm này là nó hoàn toàn là cúc vu nhá, bột của cây cúc vu, thì tí nữa tôi sẽ nói cái giá trị của bột cây cúc vu như thế nào. Đổ 1 đến 2 gam bột, tức là thìa cà phê đầy, với 100 ml nước ấm trộn và uống vào buổi sáng 30 phút trước bữa ăn. Đó, 30 phút trước bữa ăn nha. Chúng ta ở đây là trước bữa ăn bình thường chứ không phải là chúng ta uống các sản phẩm khác. Rồi, ngày uống 1 đến 2 lần tùy vào nhu cầu. Đấy, thế thì công dụng của cái inulin này là như thế nào? Ta sẽ tìm hiểu. Chúng ta dùng, có thể dùng cùng với này bộ ba thanh lọc này, cái trà Kubesachi này này nhau, rồi Syndrovitan 4 la mã, tức là cái này, đây là sản phẩm này là để cho hỗ trợ cho gan của chúng ta, thì đây là đọc thông tin này, cái trà Kubesai này là sản phẩm có tác dụng tăng cường sinh lực và hỗ trợ chuyển hóa các chất đường tinh bột, hỗ trợ giảm lượng đường trong máu và giúp ngăn ngừa bệnh đái tháo đường. Các bạn thấy không? Như vậy thì đây là sản phẩm, đây có thể gọi là biệt dược, nhưng dùng theo cái thuật ngữ của thực phẩm chức năng thì ta gọi là biệt phẩm, là sản phẩm đặc biệt để xử lý bệnh tiểu đường. Bởi vì đối với người bệnh tiểu đường thì
tất cả những sản phẩm nào mà có chứa inulin thì sẽ xử lý được việc mà giúp phục hồi lại cái tùy tạng để nó tự tiết ra insulin. Đó, nha. Thì inulin sẽ giúp cho tùy tạng tiết ra inulin. Vậy thì chúng ta hiểu được giá trị của cái inulin này. Đây chúng ta nhớ nó là 159.000 nữa. Các bạn phải nhớ nha, các bạn hãy nhớ kỹ cái sản phẩm này để tí nữa chúng ta sẽ khai thác cái giá trị của nó từ đây. Chúng ta sẽ khai thác cái giá trị, tôi nhắc lại là chúng ta sẽ khai thác cái giá trị. Đây chính là mỹ phẩm trong thực phẩm. Đó. Chúng ta nhớ, đây là gọi là mỹ phẩm trong thực phẩm. Hãy nhớ cái thông tin này để chúng ta sẽ phát huy cái giá trị của nó nha. Đây, chúng ta phối hợp rồi. Rồi bây giờ chúng ta mới tìm hiểu nè. Đây, tại sao hồi nãy có phải là tôi đã lưu ý các bạn ngay từ đầu là tất cả những sản phẩm dòng Sabin hay là gọi là Liposan đều có cái thành phần là cây cúc vu. Vậy thì chúng ta tìm hiểu cây cúc vu nè. Cúc vu tên tiếng Anh gọi là Jerusalem artichoke, là một loài thực vật có hoa. Đây, hoa của nó đây, nó như hoa cúc ấy, tôi gọi là đấy, thuộc chi hướng dương. Đấy, như nó là thuộc chi hướng dương, hoa hướng dương. Hoa giống hoa cúc, củ thì giống củ gừng. Đây, củ cúc vu. Thế là thấy không? Nó mọc ở cái nơi mà vô cùng khắc nghiệt nó vẫn chịu được. Thì củ cúc vu được người Nga gọi là trái lê đất, có giá trị dinh dưỡng cao. Nó có thể thay thế tuyệt vời cho khoai tây, nhưng chứa nhiều vitamin hơn khoai tây rất nhiều. Thế thì bây giờ chúng ta thấy là bên nước ngoài khoai tây là nguồn thực phẩm cung cấp tinh bột và đạm và vitamin nhiều, đúng không ạ? Cho nên người ta làm khoai tây chiên ở trong đóng những cái ống, đúng không? Thế thì tôi thấy nhiều chị em là dùng khoai tây cắt lát mỏng ra để đắp mặt, có không? Ở đây có chị em nào đã từng đắp khoai tây chưa? Đúng không? Đấy, tức là khoai tây có rất nhiều công dụng nha. Củ khoai tây có rất nhiều công dụng. Vậy thì cái củ cúc vu này nó còn chứa nhiều hơn là khoai tây. Thế thì như vậy thì nếu như chúng ta mà có củ cúc vu này chúng ta đắp mặt thì nó có thẩm thấu vi chất dinh dưỡng nhiều hơn khoai tây không? Khoai tây nó mà làm được cho da mặt đẹp thì cái này, sản phẩm này nó còn cao cấp hơn, đúng không? Đấy, nó cao cấp hơn nha. Nhưng mà tôi không nói về cái chuyện mà dùng sản phẩm thô như vậy. Đây là tôi nói giá trị thôi. Tí nữa chúng ta sẽ biết được là công dụng nó còn cao hơn nhiều nha. Vậy thì nếu chúng ta làm thực phẩm để ăn thì chắc chắn một điều, củ cúc vu này sẽ cung cấp cho ta một nguồn năng lượng lớn, đặc biệt đối mà với những người mà tiểu đường. Thì khi mà họ ăn kiêng thì nên dùng cái sản phẩm này. Nếu không có củ tươi để chúng ta hấp ăn hoặc là chúng ta chiên ăn thì chúng ta dùng cái sản phẩm của công ty Siberi. Chúng ta tìm hiểu tiếp nè. Củ cúc vu dùng để làm ra loại đường hoa quả. Đấy, đúng không? Cứ 100 kg củ nhận được tới 10 kg fructose. Do đó cúc vu rất tốt cho đường ruột, nhất là tốt cho hệ tuyến tụy khỏe mạnh. Vì sao? Bởi vì người tiểu đường là phải kiêng cái đường sắc caro, cho nên là khi họ ăn cái này thì tuyến tụy của họ sẽ an toàn nha. Họ phải kiêng, người bị tiểu đường là phải kiêng đường ấy, cho nên là chúng ta cho dùng cái sản phẩm này họ cũng vẫn được nhận một cái lượng đường để cung cấp năng lượng cho tế bào, nhưng cực kỳ an toàn cho cơ thể và họ đường huyết của họ nó sẽ không bị dao động. Cho nên chúng ta thấy là cái giá trị của cây cúc vu là tuyệt vời, cho nên các nhà khoa học Nga đã chọn lựa thành phần cúc vu để đưa vào các cái dòng bột đào thải bảo vệ như chúng ta vừa tìm hiểu ở trên nha. Rồi đây, thành phần của cúc vu này chúng ta tìm hiểu này, thành phần bao gồm vitamin nhóm B và C, BP, carotenoid, muối, sắt, canxi, kali, natri, magie, silicon, phosphor, kẽm, mangan, chrome. Chrome này là dùng để điều trị tiểu đường nha. Bệnh nhân tiểu đường là phải có chrome, ngoài inulin phải có chrome, cho nên chúng ta có cái sản phẩm là chrome limpaza đấy, là đó, là đây, đó là đây. Tất cả những bệnh nhân tiểu đường là phải có chrome, chúng ta nhớ nha. Rồi đồng, chất xơ, peptin, axit hữu cơ, chất béo, protein và các axit amin thiết yếu. Đấy, trong cái củ này nó chứa rất nhiều thành phần như vậy. Rồi. Tuy nhiên giá trị quan trọng nhất tạo nên tính dược liệu của cúc vu là inulin. Đây, tôi muốn tập trung với các bạn này nha, inulin. Đây, chúng ta phải nhớ ở trong củ cúc vu giá trị lớn nhất
là nó có nhiều, nhưng cái thằng này là cái thằng giá trị lớn nhất để chúng ta biết được nó tại sao nó quan trọng này. Thì inulin cần thiết cho những người bệnh tiểu đường và những người muốn phòng bệnh này. Thấy chưa? Thì những người nào đã tiểu đường thì lo uống cái này, còn những người nào mà có nguy cơ ra đường tiểu thì uống cái này để mà không bị nhá. Rồi khi bệnh nhân điều trị tiểu đường rất hay dùng hóa trị, đấy là phương pháp mà dùng hóa chất đó, và tiêm dịch vào người, lúc đó có rất nhiều tác dụng phụ gây ra. Nếu kết hợp bổ sung thêm củ cúc bu vào bữa ăn hàng ngày thì sẽ giảm hết tác dụng phụ, giúp tuyến tụy khỏe mạnh. Đấy, chúng ta thấy không? Như vậy thì cái nếu mà dùng cái củ cúc bu mà gọi là thực phẩm dạng thô thôi, tức là thực phẩm truyền thống, là gọi là thực phẩm thô chất dinh dưỡng, thì chúng ta thấy nếu mà họ ăn củ cúc bu này hàng ngày thì cái việc mà cái tuyến tụy nó sẽ khỏe. Như vậy thì nó sẽ làm việc, bởi vì chúng ta biết là tuyến tụy là cái tuyến mà nó sẽ tiết insulin để cho đưa cái đường vào trong tất cả các tế bào. Bây giờ nó không khỏe thì nó không sản xuất được, nó là nhà máy sản xuất insulin. Thế thì bây giờ nó không sản xuất được thì không có cái insulin để đưa đường đến từng tế bào, vì thế nó cứ trôi ở trong máu rất là nhiều. Mà các bạn thấy là người ta xét nghiệm đường huyết nó cao là người ta lấy chích máu ở đầu ngón tay đấy, là nó sẽ có được cái kết quả. Vậy thì chúng ta ăn cái thực phẩm thô nó cũng đem lại cái giá trị này. Như vậy thì chúng ta dùng sản phẩm inulin tinh chất thì kết quả nó sẽ rất là cao, bởi vì các bạn thấy là tôi thấy các bạn đưa những cái thông tin rất là hay, ví dụ như một viên tronolone là bằng 2 kg mầm đậu nành. Làm sao ta ăn được 2 kg mầm đậu nành, đúng không? Các bạn biết là một viên Vitasec Magnum mới là bằng 7 chai rượu vang đỏ, cái lượng resveratrol của nó là bằng phải tới 7 chai rượu vang đỏ. Thì chúng ta thấy là đấy là chúng ta nuốt một viên. Vậy thì chúng ta uống một thìa inulin này thì bằng ăn mấy ký cái củ cúc bu thô này. Cho nên chúng ta phải chỉ phân tích cho khách hàng của mình, đối với những bệnh nhân tiểu đường, tại sao anh chị bác phải dùng cái này, để nó sẽ giúp cho rất là mau chóng hồi phục. Vì Tây y không hiểu được cái giá trị của inulin, không hiểu được cái giá trị của việc cung cấp thực phẩm thô cũng như là thực phẩm tinh chất, gọi là thực phẩm chức năng tinh chất, cho nên chỉ đưa hóa hóa dược này, hóa trị này dùng bằng phương pháp hóa dược này, thì hoặc là tiêm insulin cũng là dùng cái dung dịch, cái đó là cũng là hóa dược đưa vào cơ thể, thì khó không bao giờ trị được bệnh tiểu đường. Cho nên tất cả các bác sĩ Tây, tại sao mà nói với bệnh nhân là suốt đời sống chung với lũ, và các bạn biết rằng là nếu không xử lý sớm được cái bệnh tiểu đường này á, thì nó sẽ biến chứng là gì? Cái đáng sợ nhất của bệnh tiểu đường là nó làm cho suy thận và huyết áp cao và mù 2 con mắt. Chúng ta phải biết cái nguy cơ như vậy thì may mắn cho tất cả những bệnh nhân tiểu đường đã có cái sản phẩm này. Cho nên từ đây về sau với bệnh nhân tiểu đường là hoàn toàn không lo, nếu họ ngộ ra được cái giá trị của sản phẩm này. Và nhớ nha, đây tuyệt vời lắm. Rồi, bây giờ chúng ta tìm hiểu công dụng chính của củ cúc vu nè. Inulin trong cúc vu loại bỏ chất độc bằng cách kết dính và tống ra ngoài cơ thể. Chúng ta thấy không ạ? Nó gọi là chất thấm hút mà, sorbin mà, tức là nó sẽ hút hết tất cả chất độc, xong rồi nó khống chế giống như chúng ta nè. Bây giờ đưa đặt nhiệm vô, nó bắt trói hết mấy cái thằng mà trộm ở trong núp ở trong nhà mình, bắt đầu nó trói xong rồi nó ném ra 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 ngoài hàng rào, đưa ra khỏi cái ngôi nhà. Thì cái nhiệm vụ của inulin ở trong cúc vu là như vậy nha. Inulin nó làm cái nhiệm vụ này. Rồi tiếp theo là nó inulin góp phần vào hoạt động tích cực hơn của đường tiêu hóa và túi mật. Như vậy thì theo các bạn, những người mà bị cắt túi mật này, ở đây á, là cái sự lạm dụng việc phẫu thuật để cắt túi mật cho những trường hợp sạm mật, ung thư thì tôi không nói, nhưng có những trường hợp mà bị sạm mật thì chính tôi có một người em cũng vậy. Trước đây là tôi chưa nghiên cứu phương pháp này, cũng đã bị cắt cái túi mật, sau đó là nó bị rối loạn tiêu hóa, là cứ đi tiêu chảy liên tục, và đó đi tiêu chảy từ đó nó cứ xuất hiện là triệu chứng đi tiêu chảy rất là bất hạnh. Nếu mà bây giờ những người mà bị sạm mật hoặc là những người mà có hệ bất thường về hệ tiêu hóa thì chúng ta phải hướng dẫn họ uống cái inulin này để xử lý được các cái triệu chứng ở đường tiêu hóa nha. Rồi tiếp theo nè, sử dụng củ cúc vu giúp cơ thể kháng với tất cả các loại nhiễm trùng và virus ở đường tiêu hóa. Chúng ta thấy sướng chưa, không cho các loại vi khuẩn gây bệnh ký sinh trùng xâm nhập. Ngoài ra còn thúc đẩy sự hình thành
vi sinh vật bình thường trong ruột, chính vì thế không thể thiếu đối với người bị chứng dysbiosis, tức là loại loạn thuẫn đường ruột. Cái chứng dysbiosis này á, là những người này mà bị cái chứng này ăn vô là đi tiêu đi, đi 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 cầu ra phân sống ngay đấy, người gầy gò. Vậy thì chúng ta sẽ hướng dẫn họ dùng cái sản phẩm Cúc Vu này, đúng không ạ? Thì nó sẽ xử lý cho họ được cái triệu chứng này nha. Rồi, củ Cúc Vu rất hữu ích cho màng nhầy vì nó kích thích cung cấp máu, được sử dụng trong điều trị loét dạ dày, loét hành tá tràng, viêm đại tràng, viêm ruột, viêm tụy, ở nóng, tiêu chảy và táo bón, các bạn thấy chưa? Cho nên tôi luôn luôn, tất cả các bạn nhớ nha, tất cả những bệnh nhân bị dấu hiệu bất thường ở dạ dày thì phải có liposomal pulite, nó gọi là sobin pulite, để xử lý tất cả những cái triệu chứng ở hệ tiêu hóa gồm có dạ dày và ruột luôn. Các bạn nhớ nha, chúng ta là đừng bao giờ quên, ngoài bộ ba thanh lọc, ngoài trà Curisai ra thì chúng ta phải nhớ tăng cái lượng bột Cúc Vu này ở trong cái sản phẩm liposomal pulite đấy. Rồi, củ Cúc Vu làm ngừng nôn, giảm ợ nóng và vị đắng trong miệng, loại bỏ đau bụng và đầy hơi. Đây, thế thì những người mà bị dạ dày thường là họ hay bị cái chứng nôn. Tại sao họ nôn các bạn biết không? Nôn là một dấu hiệu cơ thể cái dạ dày nó tự xúc độc tố và nó tống ra ngoài. Chúng ta thấy là những người mà bị ăn trúng độc bao giờ cũng vậy, xuất hiện một cái dấu là đau bụng và nôn mửa rất là nhiều, nặng hơn, nó sẽ đi xuống khi mà thực phẩm mà nó độc tố nhiều quá, mà nó lọt qua khỏi dạ dày, qua khỏi hành tá tràng mà nó đi xuống ruột non rồi á, thì nó sẽ xuất hiện triệu chứng đi tiêu chảy, nó gọi là thổ tả hay là ẩu tả. Ẩu là ói, còn thổ thì ói thôi, còn ẩu là ói quá mạnh, khi nào mà ói quá nhiều thì gọi là ẩu tả, còn thổ tả là ói ít thôi, thì tả là đi tiêu chảy xả ra đó, như vậy là. Cho nên là chúng ta sẽ cho dùng ngay cái bột inulin, bột Cúc Vu của chúng ta, đúng không? Sản phẩm inulin cũng được, defense cũng được, để chúng ta cho pha với nước ấm cho bệnh nhân uống, thì nó sẽ xử lý ngay các cái dấu hiệu này. Đó. Tất nhiên là chúng ta có những cái trợ lực như là formula này, thì nó sẽ tăng cái hiệu quả lên rất là nhiều. Tôi đã từng bị trúng độc. Khi tôi ra ngoài Bắc, tôi đã bị trúng độc, mặc dù tôi không uống cái này, nhưng mà tôi không có cái này để uống, vì khi đó mình không, không kịp uống, nhưng mình uống formula nó cũng hết. Thì các bạn biết là kết hợp thêm thì nó hay vô cùng nha. Củ Cúc Vu giúp hấp thụ silen nhanh hơn bệnh về máu và mạch máu, ví dụ như thiếu máu, đau thắt ngực, viêm tắc tĩnh mạch, thì chúng ta nhớ chúng ta sẽ cho dùng Cúc Vu. Bởi vì silen là những người bị đau tim, thì chúng ta nhớ chúng ta có sản phẩm mà selen đấy, thì chúng ta kết hợp đối với những người tim mạch thì chúng ta cho thêm sản phẩm Cúc Vu vào nha. Rồi, các bệnh của hệ thống xương, ở đây sản phẩm chữa đau khớp rõ ràng luôn, đúng không? Đấy, thì các bạn thấy là tại sao những kết quả mà ung thư xương hoặc là những kết quả mà bị thoái hóa về xương khớp mà tôi giúp bệnh nhân, giống như là cái bạn mà ở dưới miền Tây mà sau 9 tháng, từ cái người mà thoái hóa hai cái cổ xương đùi, ngồi xe lăn không di chuyển được, mà chỉ sau 9 tháng đã đứng dậy chạy xe ra từ ở dưới miền Tây lên Bình Dương và về văn phòng Sài Gòn gặp tôi mà ở trong tháng 4 năm ngoái để đưa cái video clip đó, là nhờ cái sản phẩm Dimfosan John Comfort đấy, thì nó sẽ chữa cái phục hồi xương khớp, chúng ta nhớ nha. Đấy, thì chống béo phì thì chúng ta biết rồi, cái hệ tiêu hóa này tốt thì nó sẽ không mở lại, vì thế là nó sẽ không béo phì. Rồi, phòng chống bệnh đường hô hấp, nước ép của Cúc Vu trị lao phổi, các bạn thấy tuyệt vời không? Tôi thấy tuyệt vời không? Đấy, vậy thì đối với những người có những cái bệnh về phổi thì chúng ta cho uống Liposan Pulite, đúng không? Để giúp cho kết hợp với những sản phẩm khác để trị lao phổi. Đây là cũng là một cái thực đơn mà tôi hay dùng để điều trị, tại vì tôi xử lý nhiều trường hợp ung thư phổi thành công, là đó là vì sự kết hợp ở đây, kết hợp với các sản phẩm của chúng ta, thì trong đó là không thiếu được cái vị chủ lực. Đây nha, là một vị chủ lực. Cho nên khi chúng ta trong tất cả, tôi góp ý với tất cả các bạn là khi chúng ta
có những người thân mà bị ung thư, chúng ta muốn hỗ trợ cho họ hồi phục nhanh thì chúng ta cho dùng thêm cái sản phẩm này. Đấy, và bây giờ mới là các bạn thấy là cái mà tôi để màu xanh này, cái màu mực khác này để chúng ta tập trung chú ý này. Đây là như tôi đã nói đó, là chúng ta sẽ dùng thực phẩm nhưng nó lại là mỹ phẩm cho da. Đây là cái đặc tính tuyệt vời nhất của đem đến cho cái người biết cách sử dụng. Thì trở lại cái việc tại sao mà chúng ta thấy là củ cúc vô có đặc tính tái sinh mạnh mẽ cho da, thì trở lại việc mà công thức hồi nãy chúng ta so sánh cái giá trị của củ cúc vô là tính năng là nó hay hơn là khoai tây, đúng không? Nó là vitamin vi vi khoáng ở trong đó và nhiều vi chất dinh dưỡng ở trong đó, nó mạnh hơn khoai tây của chúng ta. Thế thì khoai tây đó nó còn làm được những cái điều đó, thế thì củ cúc vô thì nó còn làm được nhiều hơn. Đấy, cho nên là nó sẽ giúp cho tái sinh mạnh mẽ cho da là vì như vậy. Rồi chúng ta làm mặt nạ từ củ cúc vu nè, mặt nạ từ củ cúc vu rất tốt để dùng trong thẩm mỹ. Vậy thì ở đây trong hệ thống của chúng ta, tôi biết là có nhiều chủ spa, nhiều chủ spa đang dùng các loại mặt nạ rất là đắt tiền để đắt cho khách hàng của mình khi khách hàng mình đến cái spa của mình. Vậy thì bây giờ chúng ta đang có ở trong tay một cái loại bột để đắp mặt nạ cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ tinh khiết. Tôi xác định với các bạn một điều là nó an toàn một cách tuyệt đối, không hề gây bất kỳ cái dị ứng gì cho khách hàng của chúng ta. Cho nên các bạn hãy mạnh dạn sử dụng trộn cái bột củ cúc này đắp lên trên da mặt cho khách hàng, thì chúng ta thấy là nó sẽ làm mờ vết nhăn này, da mềm mại hơn, loại bỏ lưới mạch máu. Tức là có những người tôi hôm thứ bảy tuần của tuần trước, là hôm nay là thứ sáu đúng không, tôi tiếp một cái người lớn tuổi rồi bị nhiều bệnh lắm đó, và cái da mặt nó gọi nó bị tình trạng lưới mạch máu, tức là các cái vi mạch nó nổi chằng chịt ở trên mặt như vậy, nhìn là nó yếu đuối lắm. Thì khi chúng ta đắp cái bột cúc vu từ cái dòng sản phẩm Sobin này nè, thì nó sẽ giải quyết cái này nha, nó sẽ làm cho loại bỏ cái lưới mạch máu này, rồi nó làm sạch mụn trứng cá, hỗ trợ trong điều trị bỏng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì các bạn thấy sao? Vậy thì bây giờ nếu như trong trong trường hợp về để làm sạch cái gương mặt, cái bộ ngoại giao đúng không của chúng ta, bây giờ chúng ta không có điều kiện, bây giờ bộ 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 sản phẩm Siberi thì nó là chuyên chuyên biệt rồi thì không nói rồi. Như vậy, chị ơi, bây giờ em có 200.000 300.000 em cũng muốn làm đẹp, theo các bạn người nghèo cũng làm đẹp không, người nghèo có quyền được làm đẹp không ạ? Đúng không? Đâu phải ai giàu như kim sa đấy mà mua chơi lúc hai ba bộ mỹ phẩm Siberi đâu, đúng không? Nhưng mà người ta vẫn có nhu cầu đẹp. Thì bây giờ em ơi, em dùng cái lọ này về, chị hướng dẫn cho em này, em đắp mặt nạ đúng không, em đắp một tuần 3 lần 4 lần tùy vào cái sự siêng năng. Nếu em thời gian đầu thì có thể chúng ta đắp nhiều nhiều lần hơn, mỗi ngày đắp được, nuôi dưỡng cái da trong thời gian đầu. Thế thì có phải là một thời gian, tôi nói thật với các bạn, chỉ cần 2 tuần lễ sau là da mặt nó đã rạng ngời lên rồi. Nếu mà họ có điều kiện tài chính thì chúng ta tất nhiên là phải uống từ bên trong. Như hồi nãy là nhà tư vấn chuyên nghiệp Bùi Thị Phương Dung livestream á, là về vấn đề làm đẹp thì phải làm đẹp từ bên trong. Ở đây là một giải pháp hỗ trợ nha. Cho nên ở đây là các tôi góp ý với lại các bạn nào mà đang làm cái spa đó, hãy nhớ thế này, chúng ta phải tạo ra được cái nét độc đáo cho cái thương hiệu riêng của mình. Và vậy thì hiệu quả tối đa, giá thành tối thiểu. Và nếu mà các bạn thử áp dụng cái phương pháp này để cho khách hàng của mình, các bạn sẽ được khách hàng ngợi khen và các bạn sẽ tạo thêm được cái tiếng vang cho cái spa của mình. Vậy thì trong trường hợp chúng ta biết là dầu balsam trị bỏng rất là hay, nhưng không phải lúc nào cũng có sẵn dầu balsam. Thế thì trong nhà có cái lọ Limosa này, cho lọ sau bên này này, thì chúng ta sẽ dùng cái bột này chúng ta pha và đắp ngay lên trên cái vết thương, thì phỏng cỡ nào chúng ta cũng không lo. Chúng ta thấy là nó là sản phẩm điều trị bỏng tuyệt vời không? Nếu thực tế là để dùng dòng dòng mà dùng cái dầu balsam mà trị bỏng á, thì ở nghĩa là phỏng nhẹ thôi, độ 1
thì còn được, nhưng phỏng độ 2, độ 3 thì phỏng sâu rồi đó, thì chúng ta phải đắp cái bột glyphosate này thì nó mới thẩm thấu sâu được, bởi nó có tính là mát dịu thì nó sẽ không bị phồng rộp lên. Cho nên nếu mà trong vị trí phỏng nó nặng thì chúng ta nên dùng cái bột cúc vu này nha, các cái bột glyphosate hay là đây này, chúng ta quấy ra đắp dày lên thì sẵn sàng là nó sẽ giúp cho bệnh nhân là không bị tác hại, không bị phồng rộp lên, và cái vết phỏng đó nó sẽ làm liền rất là nhanh. Ở đây tôi xin đi ngược lên một tí rồi về, chúng ta biết là cái thành phần, bởi vì cái củ cúc vu nó quan trọng như thế thì không phải là riêng các nhà khoa học của Syria hiểu công dụng, mà rất nhiều nhà khoa học ở trên thế giới cũng đã biết rõ công dụng của cây cúc vu và họ cũng sản xuất cây cúc vu. Đây tôi sẽ nói với các bạn về cái sản phẩm này. Các bạn biết là tôi không nói tên của công ty này, nhưng có một sản phẩm chỉ là tinh chất inulin tự nhiên, tức là cũng chỉ là xay cái củ cúc vu ra mà thôi, xay củ cúc vu xong rồi làm dạng cao đơn hoàn tán nha, làm dạng cao đơn hoàn tán, nghĩa là viên thành từng cái viên, giống như là sản phẩm mà Vita Mama Sweet mà chúng ta dùng cho các bé đấy, viên nó nhỏ vậy, thì một lọ 450 viên, mà các bạn biết là giá của nó là 1.430.000 một lọ 450 viên, chúng ta nhớ nha, và uống chỉ được có nửa tháng thôi, uống được có nửa tháng thôi mà 1.430.000. Trong khi chúng ta này, hãy xem cái giá đây bao nhiêu, inulin tự nhiên giá bao nhiêu nhá, hoàn toàn là bột cúc vu mà chỉ có 159.500. Tôi cho rằng là nửa tháng uống hết hai lọ này, thế thì là các bạn hãy cộng cho tôi xem ra bao nhiêu tiền, có ra bao nhiêu tiền, chúng ta thấy không ạ? Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái may mắn cho tất cả tư vấn viên nói riêng và dân Việt Nam nói chung, ai có phước báu, cho nên tôi mới nói là ai có phước báu thì mới biết tiếp cận được cái dòng sản phẩm này, mà được dùng sản phẩm này trong khi mất hơn 300.000 để nhận được cái giá trị nhanh hơn là mất 1.400.000. Bây giờ thì vậy thì tôi đã từng mà xử lý rất nhiều trường hợp bệnh nhân tiểu đường. Các bạn biết là tôi không nói tên cái nhân vật này nữa, bởi vì cô ấy là một vị tiến sĩ về sinh hóa học bên Nga về nhé, một người nổi tiếng, cho nên tôi phải bảo vệ cái bí mật nhân thân. Nhưng khi mà một người phụ nữ hơn tôi là 3 tuổi, xinh đẹp, tiểu đường huyết lên rất là cao, cao huyết áp và có một khối u ở trong phổi, có một khối u ở bên phổi trái. Khi nghe cái bài đào tạo của tôi là thực phẩm chức năng và sự thông minh của cơ thể, là chị là lập tức em ơi em cho chị dùng ngay cái sản phẩm này, bởi vì chị học với Nga về, chị từng sống nhiều năm bên Nga về mà chị nghe nói sản phẩm này lần đầu tiên, chị mới nghe nói là sản phẩm này lại là của vùng đất Syria mà nói đến khoa học Nga, bởi chị học Nga chị quá hiểu rồi, lại biết được sản phẩm này nguồn thảo dược của Syria thì chị tin dùng ngay. Nga các bạn biết là chỉ sau 3 tháng đường huyết từ trên 8 chấm mà nó trở về 5.2 là mức đường huyết lý tưởng đến nỗi tôi không thể nào tin được rằng là nó như vậy. Và chị ấy giờ này là cảm thấy vô cùng hạnh phúc, và chị đã cũng đã chỉ cho nhiều người cùng biết đến cái sản phẩm của Siri, và tôi đã, các bạn biết là tôi tư vấn có những người mà lấy một lần 11 triệu tiền sản phẩm đấy, tất nhiên là tôi sẽ giúp cho làm hợp đồng để được giảm 25%. Vậy thì các bạn thấy rằng là những người trí thức thứ thiệt luôn, mà người ta càng trí thức càng tiếp cận thông tin này, người ta có niềm tin. Còn những người mà cái trình độ nhận thức nó chưa cao thì họ hay nghi ngờ, đúng không ạ? Bởi vì họ không phân biệt được cái giá trị. Vậy thì chúng ta biết là chúng ta đang may mắn vô cùng. Vậy thì các bạn ngày hôm nay tôi muốn nhấn mạnh về cái giá trị. Ngoài những cái giá trị mà các bạn đã từng dùng và từng biết rồi, là giá trị uống từ bên trong để phục hồi tất cả những cái bất thường về sức khỏe, đặc biệt là đối với người bệnh nhân về bệnh tiểu đường. Chúng ta nhớ nha, bệnh nhân tiểu đường và bệnh nhân xương khớp, đó là chúng ta dùng cái sản phẩm này để giúp cho điều trị luôn, chứ không phải là hỗ trợ
cái kiểu mà như cái cách người ta hiểu. Rồi ngoài ra đây là một một dạng mặt nạ tự nhiên vô cùng hữu hiệu, và chúng ta phải biết phát huy cái giá trị này, nam nữ gì cũng đều dùng được hết nhé. Thì sau cái bài chia sẻ này tôi sẽ mời một bác sĩ là cái người đã từng phát hiện ra cái giá trị này mà chưa tham dự cái bài đào tạo của tôi, nhưng vị bác sĩ này đã từng phát hiện ra cái giá trị của cái mặt nạ này và đã chia sẻ với một số người đây. Thì cảm ơn các bạn đã tham dự cái buổi chia sẻ này, đã cùng với tôi tìm hiểu sâu nha. Rồi bây giờ sang cái phần chúng ta giao lưu. Trước khi các bạn có những cái ý kiến, tôi muốn mời một vị bác sĩ mà tôi vô cùng yêu mến, một vị bác sĩ rất là dễ thương. Các bạn biết rằng là một một bác sĩ nhưng mà là một người đầu bếp làm bánh cực kỳ ngon, làm lẩu nhà hàng mà gặp bác sĩ này vô là chắc là đầu bếp nó trốn thôi, bởi vì tôi ăn nhiều cái món ăn cái vị bác sĩ này. Tôi ra công tác ngoài Bắc, bác sĩ này là đã cho tôi ăn được nhiều cái món độc đáo lắm, cho nên là vì cậu cho tôi ăn ngon cho nên tôi thương cậu. Nếu mà món ăn dở chắc chưa chắc được thương cậu nhiều vậy đâu, vì cậu cho tôi ăn ngon, cái cậu nấu ăn bằng cái tình yêu ấy, cho nên là cái gia vị nó ngon. Và hôm nay tôi muốn mời lên đây là bác sĩ Hoàng Vĩnh Giang, là một người là đi trước thời đại, nghĩa là ở trong CD đã hiểu được cái giá trị của sản phẩm ở trong đó là bột cúc vu. Và hôm nay mời bác sĩ Hoàng Vĩnh Giang mở mic để nói với tất cả các bạn với một cách khách quan là thực sự là những gì mà hôm nay tôi chia sẻ nó có đúng như vậy hay không. Xin mời bác sĩ Hoàng Vĩnh Giang. Vâng ạ, mở mic đi ạ. Phượng có thể mở mic cho bác sĩ Giang không? Phượng mở mic hết đi ạ. Phượng đâu rồi? Okay, rồi mở mic hết luôn đi. Rồi đóng lại, mở mic bác sĩ Hoàng Vĩnh Giang. Chịu hết rồi, chịu hết rồi, mở mic đi. Anh mở mic được không? Tường mở mic cho đó, Giang có bị lỗi mạng không? Bên 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 bác sĩ Giang có bị lỗi mạng không? Vừa mới đăng lên bác sĩ. Mình ơi. Phượng đó rồi. Hốt mà trốn đi đâu rồi? Phượng ơi, Phượng mở mic đi cho tất cả mọi người. Bác sĩ Hoàng Vĩnh Giang sẽ chia sẻ cho chúng ta. Không biết là bên bác sĩ Hoàng Vĩnh Giang. Bác sĩ Hoàng Vĩnh Giang mở được mic chưa? Ai có em bé khóc thì tắt mic đi, còn còn lại thì ai phát biểu thì mở mic. Vâng, xin mời bác sĩ Hoàng Vĩnh Giang chia sẻ về cái giá trị của mặt nạ được đây. Chúng ta hãy hãy thả tim cho bác sĩ Hoàng Vĩnh Giang đi ạ. Đồng viên cậu bác sĩ trẻ này chưa có vợ đó, ai mà muốn làm thông gia hay là muốn có tình yêu thì có quan tâm, chưa vợ con gì đâu. Vâng. Vâng, chào cả nhà. Và em xin tự giới thiệu là tôi là Hoàng Vĩnh Giang, là một bác sĩ đã nghỉ hưu non và hiện tại là đang dành 100% thời gian cho CBD. Thì là cái việc mà tìm ra cái giá trị của sản phẩm Lymphosan ấy, nó rất là tình cờ. Bởi vì thực ra thì cái chuyên môn của tôi lại là về Tây y, nên là tôi không nắm được nhiều về các thành phần thảo dược tự nhiên như là Lương Y Nguyễn Ngọc Sáng đã vừa trao đổi đâu. Nhưng mà có một cái là do là mình cũng hay tìm hiểu và các thông tin của bên các cái đồng nghiệp mà cùng làm CBD ở nước ngoài, thì là lúc đó là mình tình cờ tìm thấy được là các đồng nghiệp ở Thổ Nhĩ Kỳ, làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ, và hình như là dưới nhánh của thủ lĩnh mà bây giờ đang là thủ lĩnh Kim Cương bên đấy, thì là họ đã chia sẻ cái công dụng của sản phẩm Lymphosan. Và có một điều là họ tình cờ tìm ra thôi, bởi vì là thực ra những cái người nước ngoài họ rất là
hay thử nghiệm, và họ có chia sẻ với tôi là cái sản phẩm này ấy, khi mà đắp mặt và hoặc là tẩy da chết ấy, thì nó rất là tốt và rất là hiệu quả. Và họ có chia sẻ với mình là Lymphosan thì có thể dùng đắp mặt khi mà hòa với nước là một thìa cà phê, nhưng mà không đầy như là khi mình uống, mà hòa với nước khoảng 50ml nước lạnh thôi, và sau đấy là xoa lên mặt cho đến khi nó khô lại và nó tạo thành một cái lớp màng giống như là lớp màng nó đã bám chắc trên da, sau đấy mình bóc đi giống như là một cái lớp mặt nạ gelatin mà ngày xưa mọi người hay mua, những cái tuyếp mà gọi là bóc mụn đấy, mà lấy mụn ra đó. Và ngoài ra thì có thể pha với mật ong, pha với sữa chua để mà đắp lên mặt, nó cũng tạo thành một cái hiệu quả tương đương. Nhưng mà nếu mà dùng để mà thẩm thấu mạnh nhất thì nên là pha với nước lạnh thì cái bột Lymphosan nó sẽ không bị nở ra như khi chúng ta uống, và nó sẽ từ từ nhờ cái nhiệt độ trên mặt da, là bề mặt da khoảng 35-36 độ, thì nó sẽ làm cho cái Lymphosan nó sẽ nở ra dần dần. Và lúc đấy là khi nó nở ra thì nó sẽ sau khi nở ra thì nó sẽ bắt đầu thấm hút tất cả những cái bẩn ở lỗ chân lông, và cuối cùng là sau đấy khi nó khô lại thì chúng ta có thể bóc nó ra một cách bình thường, và bóc rất là dễ luôn, vì Lymphosan khi mà tạo thành lớp màng rồi thì nó sẽ không bị vụn nữa, nó sẽ không bị giống như kiểu bột như trạng thái ban đầu nữa. Và cách tiếp theo nữa là ở bên Thổ Nhĩ Kỳ thì nó không sẵn cái dầu dừa như ở Việt Nam, đặc biệt là vùng miền Nam Việt Nam thì rất là nhiều dầu dừa, nhưng bên đấy lại có dầu các loại quả hạt khác, và họ sẽ sử dụng cái bột Lymphosan này để mà tẩy da chết thay cho cái sản phẩm tẩy da chết mỹ phẩm spa của Siri. Bởi vì dẫu sao ấy thì cái sản phẩm đó nó cũng có một cái mức giá là khá là không phải cao lắm, nhưng mà nó có một cái lượng dùng rất là hạn chế, khi mà cái cơ thể người Tây họ thường to lớn hơn người Việt Nam, nên là họ dùng cái đấy nó họ còn tốn hơn người Việt Nam. Tôi đã từng sử dụng thì với cơ thể tôi thì cái hũ tẩy da chết của Sibri thì có khi chỉ dùng đến 2 lần, tiết kiệm thì 3 lần 4 lần là đã hết rồi, trong khi một hũ là hơn 200.000. Thì với Lymphosan này thì nó lại rất là rẻ, với Lymphosan Pure Life loại lim cơ sở thì rất là rẻ, thì chúng ta chỉ cần hòa ra lấy một thìa cà phê đầy, hòa ra với một loại dầu thực vật nào đó, ví dụ như dầu dừa chẳng hạn, như Việt Nam phổ biến dầu dừa, hòa ra trong sau khi tắm thì mình hòa ở những cái chỗ vùng da mà nó có cái da tì đè, tức là những vùng mà rất nhiều da chết, thì chúng ta có thể sử dụng nó, và để mà tẩy da chết thì nó rất là hiệu quả, và nó còn có cái độ mịn nữa, mà nó lại không có cái phần các cái hạt nó quá to nữa, nên là khi mà tẩy thì cảm giác rất là thoải mái. Và ngoài ra thì những cái người mà có cái vùng da gọi là da hay bị viêm lỗ chân lông ấy, ví dụ ở vùng đùi, vùng bẹn, hoặc là cái vùng mà xung quanh vùng cổ này hoặc vùng nách này đó, những cái vùng như này, thì những cái người mà hay bị viêm chân lông chỗ đó thì họ có thể dùng cái Lymphosan cũng giống như bôi trên mặt, cũng hòa với nước lạnh và bôi lên và để khô và bóc cái phần đấy đi, thì sau này chắc chắn là tôi tin chắc chắn một điều là cái viêm chân lông sẽ giảm rất là nhiều và cái da của mình sẽ rất là mịn màng. Mặc dù là họ cũng không biết, những cái người bạn Thổ Nhĩ Kỳ đó cũng không biết là vì sao mà Lymphosan có tác dụng đấy, và chỉ đến ngày hôm nay khi tôi nghe Lương Y Nguyễn Ngọc Sáng giải đáp thì là hóa ra là đấy là tác dụng chủ yếu của thành phần từ cây cúc vu, và cái sự tình cờ đấy mà đến hôm nay tôi đã được giải đáp, và rất là cảm ơn Lương Y Nguyễn Ngọc Sáng đã giải đáp cho em một cách rất là cụ thể rằng hóa ra là cái tác dụng của nó đến từ cái thành phần chính của loại cây đấy, chứ không phải là ngẫu nhiên, chứ không phải là một cú ăn may, mà có thể là các nhà khoa học người ta đã tính toán rất kỹ, và nhờ Lương Y Nguyễn Ngọc Sáng đã giúp em được tìm ra cái lý do rất là chính đáng để mà sử dụng cái bột thẳng sẩm Lymphosan này. Bởi vì là khi mà mình chưa hiểu được là lý do vì sao mà nó lại có cái công dụng hay như vậy thì mình sẽ dùng, nhưng mà cái tâm thế của mình là chưa thể nào nói mạnh được. Nhưng mà khi đã biết chính xác là cái ý nghĩa của sản phẩm đến từ đấy thì mình có thể là chia sẻ với mọi người một cách rất là mạnh. Bởi vì là khi mà chưa có cái căn cứ thì nó sẽ khó hơn. Xin cảm ơn Lương Y Nguyễn Ngọc Sáng rất nhiều. Chúng ta hãy thả tim cho bác sĩ Hà Nguyễn Giang nha. Và tôi xin cũng giới thiệu luôn, bác sĩ Hoàng Vĩnh Giang là tầng 3 của tôi, nhưng mà trong tương lai bác sĩ Hoàng Vĩnh Giang là truyền nhân của tôi, cho nên các bạn hãy lo mà
bế Bác Siêu Thần Nguyễn Giang làm quen đi, bởi vì mai mốt tôi già tôi nghỉ hưu là mọi cái đào tạo là do Bác Siêu Thần Nguyễn Giang nhưng mà do tôi đâu, tôi sẽ rút lui vào trong bóng tối đấy. Cho nên là nha, thật là tôi rất là đặc biệt tin tưởng về cái khả năng, về cái trình độ y học, về cái tư cách đạo đức của một con người, bởi vì tôi truyền cho ai cái gì thì tôi phải nhắm xem người đó có xứng đáng để cho mình mang hết cái tâm huyết, đúng không? Bởi vì người đó sẽ là cánh tay nối dài của mình. Cho nên ở đây thì tôi cũng giới thiệu luôn, lần đầu tiên là tôi giới thiệu với các bạn nhé, bác sĩ Hoàng Minh Giang là một người mà các bạn đọc những bài viết, tôi là một cái người vào trong cái làng viết lão luyện rồi, về chuyên môn tôi cũng là cái người viết, là về báo chí tôi cũng là viết lão luyện, nhưng đọc những cái bài bác sĩ Hoàng Minh Giang mà tôi cảm thấy giật mình, bởi vì cậu này không lẽ cậu lại đi giỏi hơn mình, cậu quá siêu. Các bạn biết là đọc cái bài viết về cái Vita Germanium mà sản phẩm mà mới, không phải là của cái bài phân tích của bác sĩ Hoàng Vĩnh Giang, các bạn sẽ đọc cái bài đó và các bạn sẽ thấy là bác sĩ Hoàng Vĩnh Giang là phân tích cái giá trị của sản phẩm như thế nào, và tôi trong tới đây tôi sẽ đào tạo cho các bạn về cái sản phẩm Vita Germanium đấy, dựa trên nền tảng cái kiến thức của bác sĩ Hằng Bình Giang, ngoài cái kiến thức tôi biết được, ngoài kiến thức của công ty, và tôi vẫn phải dựa vào cái kiến thức của bác sĩ Hằng Bình Giang để tôi đưa ra tất cả những cái thông tin này. Thế thì các bạn thấy là trong hệ thống của chúng ta may mắn có một người là truyền nhân của tôi rồi, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta, bởi vì sản phẩm là linh hồn của công ty đó, sản phẩm là linh hồn của doanh nghiệp đấy. Cho nên bây giờ bạn cứ đào tạo kinh doanh mà không hiểu sâu về sản phẩm, ví dụ như ngày hôm nay những ai mà không không ngồi đây để nghe cái giá trị của cây cúc vu sản phẩm Shopee thì chúng ta mất có một cái cơ hội để mà tạo ra được một cái dòng mỹ phẩm, cái dòng mặt nạ vô cùng đơn giản và rẻ tiền, đúng không? À, thì đấy là những cái giá trị của bác sĩ Hoàng Bình Giang mà chia sẻ là tôi xác nhận là cực kỳ tuyệt vời luôn. Vậy thì từ nay về sau các bạn có muốn bác sĩ Hoàng Bình Giang đào tạo cho chúng ta không ạ? Bạn muốn không? Giơ tay đi, thả tim coi. Bác sĩ Hoàng Bình Giang tuyệt vời lắm. Đó. Thế thì hiện nay á, là danh hiệu thì bác sĩ Hoàng Bình Giang đang sẽ vươn lên, đúng không? Khi mà bác sĩ Hoàng Bình Giang mà là nhà tư vấn chuyên nghiệp rồi, là bác sĩ Hoàng Bình Giang, tôi sẽ mời bác sĩ Hoàng Bình Giang sẽ cùng với tôi đào tạo cái hệ thống. Khi đó các bạn bạn sẽ biết là Bác Kháng chỉ là mặt trăng so với mặt trời đó. Tôi nói thật luôn nhé, các bạn sẽ thấy là các bạn vô cùng tự hào khi là có một cái người bác sĩ Tây y mà tuyệt vời đến cái mức độ như vậy. Ok nhá. Rồi. À, một lần nữa cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Hằng Bình Giang, và phần còn lại là của các bạn. Các bạn sau khi chúng ta cùng tìm hiểu về dòng sản phẩm Shopin nào đó thì có những cái ý kiến gì, có những cái thắc mắc gì chúng ta nêu lên là chúng ta sẽ cùng nhau làm sáng tỏ. Ai có câu hỏi hay là ý kiến gì thì mở mic. Tự mở mic nhé. Ê, có không mở mic hay là không mở được? Đây có người đề nghị là bác sĩ Giang cho số để nhà mình kết bạn Zalo nhé. bác sĩ Giang nhắn ở trên chat đi là số điện thoại Zalo của mình để cho các bạn được hân hạnh và quen. Mời ai có ý kiến gì thì xin mời ạ. Không mở Phượng ơi, Phượng mở mic cho tất cả mọi người đi. Rồi ai bạn nào mở mic được, Phượng ơi, Phượng mở mic cho tất cả mọi người đi, Phượng mở mic hết luôn đi. Có ai rồi mọi người này rồi, ai có ý kiến gì? Chị vô nhà đi chị em. Đọc lại. À, mic mở hết rồi, chúng ta có mắng mắng con hay là chúng ta có nói gì thì chúng ta để ý nha. Con hay đi đâu đấy? Cháu là gì? Cháu đưa đi cấp cứu. Cô. Có xỉ ứng cái gì? Bây giờ con ở ngoài đó hay là con đi về? Hả? Ai đang nói?
Từng tắt hết mic rồi, bây giờ ai nên phát biểu thì từ mở đi. Bắt điện lên mẹ con rồi. Vâng, Mỹ Lệ này, Trương Phượng là tắt mic đi nha. Rồi Mỹ Lệ đi, mời Mỹ Lệ đi. Mở mic đi chị Mỹ Lệ ơi. Rồi. Dạ, mở rồi, bác sĩ sáng nghe không à? Nói đi ạ, à, nghe, nghe. Dạ, dạ, dạ. À, hồi qua em có hỏi hỏi thủ lĩnh nhà tư vấn chuyên nghiệp Dung á. Ừ. Mà rồi thôi sẵn dịp tối nay là lên học bên bác sáng thì em cũng hỏi luôn là em cái sử dụng các sản phẩm bên Siberia á thì được gần 2 tháng rồi. Rồi nay tự nhiên cái bị sưng cái chân á, nó sưng lên giống như là mấy bà đẻ mà chuẩn bị sưng, nó phù lên. Phù đúng không? À dạ, nó phù cái chân lên, nó to lên. Thì theo cảm nhận thì em cũng nghĩ đó chắc có lẽ là một cái cơ chế thải độc. Cơ chế thải độc, nhưng mà cũng cảm thấy là cũng khá yên tâm chứ cũng không có lo lắng gì. Nhưng mà ông xã thì ông thấy ông lại lo. Ông lo, ông nhắn vô cái ông thấy nó lủng lủng vô, ông nói là chắc là thận bị gì đó. Là ông mới yêu cầu là đi kêu chở vợ đi xét nghiệm rồi đi khám coi là coi thận có ổn gì không. Nhưng mà em nói là chắc cái này chắc tại uống cái sản phẩm thì nó đang ở cái giai đoạn thải độc, y như là bác sáng nói là thu dọn nhà cửa gì đó. Thì nó bây giờ cái trường hợp hiện tại bây giờ là đang sưng lên, mà người giống như có vẻ là tăng cân lên á, rồi chân tay sưng mà ngứa nó ngứa quá trời luôn đó. Thì nhờ bác sĩ, nhờ bác giải thích cho em nghe cái gì ghi âm lại là để cho ông xã nghe cho ông yên tâm hơn. Cảm ơn. Dạ. Bây giờ chị Mỹ Lệ trước đây là đã có một cái bệnh lý gì về thận chưa? Dạ, dạ từng chưa. Từng có chưa? Dạ chưa. Ừ. Thế là đã từng bị khớp uống kháng viêm giảm đau gì chưa? À, chắc có uống giảm đau. Đấy. Yeah. Tại vì chúng ta phải truy nguyên, tức là chúng ta phải lần về cái nguồn gốc mà tại sao nó như vậy. Bởi vì nhiều người uống đâu có sưng, đúng không? Yeah. Nếu mà nó mà sưng thì tất cả mọi người phải sưng hết, giống như xe mà tất cả các cái bánh xe mà cán đinh thì xe nào cũng bị lủng hết và xì hơi chứ không phải xe lủng xe không. Thế thì tại sao người ta không bị mà mình bị? Đó là do như hôm qua tôi đã đưa lên đó, ba cơ chế quan trọng mà tất cả những người dùng sản phẩm và tư vấn viên si rồi biết là tầm soát sinh học. Các bạn nhớ nha, các bạn phải nhớ là ba cái cơ chế này các bạn phải thuộc lòng, giống như là chúng ta bé chúng ta đi học phải thuộc bản cửu chương. Cơ chế đầu tiên là tầm soát sinh học, và chị Lễ là đang trong giai đoạn này, tức là nó sẽ đi tìm tất cả những độc tố mà nó ẩn ở trong cơ thể và nó phát hiện ra nó và nó đẩy ra bên ngoài để cho mình biết, cái gọi là tầm soát sinh học. Và thứ hai nữa là chuyển hóa sinh học, là bây giờ bắt đầu nó làm việc bên trong này, cho nên nó đang làm việc, cho nên nó đẩy các cái độc tố theo con đường tự nhiên. Là gì? Chúng ta, tôi nhắc lại nha, cơ thể con người có cửu khiếu là chín cái lỗ, đó là hai lỗ mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, một lỗ miệng, một lỗ niệu đạo và một lỗ hậu môn, và ngoài ra có rất nhiều lỗ ở trên da gọi là lỗ chân lông. Thì độc tố nó sẽ như hồi nãy chúng ta học về cái sản phẩm Masobin đó, đúng không ạ? Nó sẽ theo đường tự nhiên nó đi ra, nhưng nó sẽ vì lỗ chân lông cũng là đường tự nhiên, cho nên nó sẽ đẩy độc tố ở trong cơ bắp chúng ta ra ngoài, và có hiện tượng nó đang thông báo cho anh biết là chúng tôi đang làm việc và chúng tôi đang đẩy rác ra, cho nên mình cảm giác là ngứa. Cho nên đó là yên tâm. Còn cái việc mà nó bị phù lên là nó chứng minh cho thấy là trước đây ấy, là bạn đã uống corticoid gọi là dexamethasone. Thế thì thận của bạn đã có vấn đề. May mà cái dịp này chúng tôi vô đây và chúng tôi phát hiện ra luôn. Và bạn yên tâm là qua cái thời gian này thì cái thận của bạn nó sẽ trở lại bình thường. Đang sửa nhà, tức là chuyển hóa, tức là tầm soát sinh học, chuyển hóa sinh học, và đến giai đoạn thứ ba là cân bằng sinh học. Vậy thì chị Lễ là mới có giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thôi, chuyển hóa, tầm soát sinh học và chuyển hóa sinh học. Thế thì đã bước sang giai đoạn 3 đâu. Thế thì khi nào nó giai đoạn 3 thì nó mới ổn được. Yên tâm.
nha, bởi vì sản phẩm của chúng ta là không hề có bất kỳ độc tố nào để mà nó gây cho suy thận, mà việc mà bị tích nước là do cái thận bạn yếu đó sẵn rồi. Cho nên cứ uống đi, uống cho nó đúng cái thực đơn. Thì nó bây giờ tôi nhắc nào, thì chúng ta tăng cái đào thải lên. Formula là một cái sản phẩm để bài tiết, trong thuật ngữ chuyên môn nó gọi là bài niệu, tức là để nước tiểu nó ra đấy. Thì chúng ta cũng tăng formula lên, có thể là một ngày uống 12 viên. Thế thì nó sẽ giúp cho cái, chúng ta đi tiểu nhiều hơn nha. Rồi cái trà gan thận, hoặc là chúng ta dùng cái sản phẩm mới này đấy, mới cái sản phẩm ra mới đào tạo nhá, thì để nó sẽ tăng bài tiết mà nó xẹp thôi đấy. Rồi yên tâm nhá, không phải lo lắng gì đâu, về nói với chồng đây là không phải lo gì cả, không cần phải đi nhà thương, bởi vì đi nhà thương thì cũng chỉ uống lời tiểu thôi, uống thuốc lời tiểu thôi à. Rồi mời bạn nào có ý kiến gì nữa không? Dạ cho em hỏi ạ. Em phải giới thiệu. Dạ em là Nguyễn Thị Lân ạ. Vâng ạ. Thưa Nghi, cho em hỏi là em đang dùng cái liệu trình về xương khớp ấy ạ. Nhưng mà em cũng phải uống tầm khoảng độ 3-4 tháng nay rồi. Nhưng mà những cái đầu gối và những cái xương cột sống của em nó vẫn cứ đau ấy ạ. Như vậy là nó đào thải lâu quá vậy ạ. Em vậy uống là một tháng bao nhiêu tiền? Dạ, em uống tầm khoảng hơn 2 triệu ạ. Nhưng mà em biết rằng là em chỉ muốn, nếu thực tế là em đang uống một nửa cái liệu trình thôi. Dạ. Cái thực đơn đó em chỉ mới uống nó tầm một nửa thôi. Nha. Dạ. Cái ví dụ như là cái nhà nó cần 4 người thợ mà mình đưa có 2 người thợ và nói sao làm chậm thế? Phải nhanh lên chứ, nhà người ta làm nhanh hơn, ngày đâu có biết nhà người ta 8 thằng. Mẹ mình có 2 thằng mà mình đòi nó nhanh bằng nhà kia, trừ khi nó làm dối. Em hiểu không? Và đó là một. Thứ hai nữa là tất cả những cái bệnh về xương khớp thì khả năng phục hồi nó chậm hơn so với lại các cái vị trí khác, các cơ quan khác. Ví dụ như là khối u ở trong ruột, ở trong gan thì nó nhanh hơn. Có những người tôi điều trị có 4 tháng đó, là nó khỏi rồi. Em biết là điều trị xương khớp không ca nào dưới 6 tháng để mà có kết quả. Thế thì em uống 2 tháng đúng không? Em uống 3 tháng rồi, 3-4 tháng. Mới có 2 triệu một tháng, cho nên là cái thực đơn mình uống nó chưa đủ mạnh, vì thế là nó chưa tái tạo lại được, nó chưa bóc độc tố ra, nó chưa bổ sung dinh dưỡng vô, cho nên là nó đang còn. Em hiểu không nha? Thế thì mình muốn nhanh thì mình tăng lên. Vâng ạ, tại vì là em cũng có hiện tượng thôi, chứ còn thì thực chất là em đi kiểm tra về đo xương thì nó cũng gọi là có biểu hiện chớm bị là loãng xương thôi ạ. Nhưng mà tức là trước lúc uống thì có lẽ em cũng không đau quá như bây giờ, nhưng bây giờ uống vào thì em lại thấy đau tăng lên đấy ạ. Đó là tốt rồi. Em muốn không đau không? Bây giờ em mới làm 3 tháng, ai là người đỡ đầu cho em, người hướng dẫn cho em? Dạ, em ở bên hệ thống chỗ dưới của chú Minh ạ. Thế thì em phải về hỏi cái người đỡ đầu của mình nha. Cái đó là trách nhiệm người đỡ đầu phải giải thích cho mình ngay từ đầu rồi. Em biết là... Vâng, em biết là Lương Y là cũng có nhiều những bài thuốc đưa ra những cái sản phẩm để hỗ trợ về các vấn đề tốt, cho nên là hiệu quả. Không, bây giờ như thế này, nó sẽ có, tôi sẽ đưa ra hai cái hướng để cho giúp, đây cũng là một cái kinh nghiệm chung. Bởi vì thời gian đầu khi nói chuyện như vậy các bạn vẫn kết hợp với thuốc Tây được. Ví dụ như là xương khớp nó đau, chúng ta có thể uống Alasan hoặc là Diclofenac ấy, thì nó sẽ giảm đau, bởi vì nó chỉ có công dụng hỗ trợ để cho mình dễ chịu. Nếu mà cái cơn đau nó nhiều hơn cái khả năng chịu đựng của mình đấy thì mình có thể dùng. Còn ở đây nếu ai mà muốn uống sản phẩm Siri mà không đau, không ngứa, không đào thải thì uống bột mì cho nó an toàn, nó sẽ không có những dấu hiệu đấy nha. Vâng ạ. Em cảm ơn. Rồi. Xin mời em Hằng cười cái gì đó, em Nguyễn Thu Hằng, em cười gì, em phát biểu qua, em đưa nhiều cái thông tin lên phay hay lắm mà, nói cho mọi người nghe coi cảm nhận nghe như thế nào. Bác chịu cho em hỏi với ạ. Vâng. Dạ, bởi vì em có bà chị họ ấy, mà bà ấy đúng là thuộc dạng ngân hàng bệnh ấy, bà ấy nhiều thứ quá, mà bà uống được 6 tháng nay rồi. Thì hôm nay mới đi khám lại thì thấy vấn đề về xoang là hết này, về tiểu đường là cũng giảm, nó chỉ còn 6.7 thôi,
trong khi mức an toàn của mình là 6.4. Cái gì? Huyết áp thì đang 150 thì bây giờ giảm xuống còn 130/90. Nhưng mà bây giờ lại sang vấn đề nữa là chị ấy lại hay bây giờ lại chuyển sang là tự nhiên thấy nhức mắt với mỏi khớp ạ. Nhức mắt với mỏi khớp với lại là mấy hôm nay lại thấy mỏi mệt nên là em cũng không biết lại chuyển sang dùng cái gì. Em thế giờ bây giờ cả một cái ngân hàng mà muốn có 6 tháng hàng nhớ không? Từ 6 đến 18 tháng thì nó mới ổn định. Vâng. Thì mới có 1/3 của chặng đường sửa chữa ngôi nhà đó thôi, cho nên chúng ta phải giải thích nha. Dạ. Không thì chị cũng không thắc mắc cái vấn đề thời gian. Mình là để sợ bệnh nhân mà khủng hoảng hay mất tinh thần đó, thì chúng ta hãy ví dụ này, có bao giờ mà một cái ngôi nhà mà tất cả mọi hạng mục thi công nó đều xong một lần không? Đúng không? Cái thằng lợp tôn nó xong rồi, nó xuống nó về rồi, nhưng mà cái thằng trét tường thì vẫn cứ trét. Nhưng mà cái máy tôn đẹp rồi, nhìn từ xa rồi là máy tôn đẹp và máy ngói đẹp rồi đó, ok đẹp rồi, nhưng mà dưới đâu có phải là cái là bước vào trong nó vẫn còn ngổn ngang trăm mối đúng không? Dạ. Đến chuyện cho nên là rồi cái thằng mà sơn tường xong nó gắn bóng đèn rồi xong rồi, nhưng cái thằng lót nền nó đã xong đâu. Thế thì bây giờ tại sao mấy anh kia về rồi mà cái thằng này vẫn còn ở đây làm? Bởi vì nó tôi cái hạng mục thi công là của tôi, nó là phải sau cùng. Dạ. Thì trong cơ thể mình á, vì chúng ta rất nhiều cơ quan cho nên nó phải xử lý từng cơ quan từng bộ phận, xong rồi nó sẽ hồi phục dần. Vì thế là phải có tối thiểu là 6 tháng và khoảng đến 18 tháng nha. Còn muốn để cho một cơ thể hoàn hảo như bác Sáng ở đây là phải uống sản phẩm series 3 năm thì các bạn mới có là một cơ thể hoàn hảo. Bởi vì sao? Bởi vì tôi uống sản phẩm series 5 năm mà các bạn biết tôi là ăn chay trường nữa, cho nên là trong suốt 5 năm đó tôi uống một tháng hai vợ chồng cũng không dưới 10 triệu. Đó đâu có bệnh gì, nhưng mà mình đầu tư sức khỏe như vậy thì mình uống nhiều như vậy thì luôn luôn có một đội thợ chuyên nghiệp, người đầu thợ mà họ làm rất là chuyên nghiệp như vậy. Series là một đội quân chuyên nghiệp đấy, đúng không? Cho nên nó sẽ làm sạch toàn bộ cơ thể mình. Vì thế các bạn thấy là tại sao mà tôi tràn đầy sức sống. Đấy, nếu mà nó độc thì tôi chết từ lâu rồi. Nó mà, đúng không? Tôi đã trải qua những giai đoạn ngứa, rồi cũng trải qua những giai đoạn nhức mỏi, đau đầu, khớp. Ngày xưa tôi còn sinh viên tôi cũng bị đau một cái cánh tay này, bị thoái hóa đốt sống cổ này. Đau mà dơ cái xe đạp lên được. Ngày xưa đi học còn đi xe đạp mà đưa đi xe đò để về thăm gia đình đâu dơ lên được. Toàn là lơ nó đưa lên không đấy. Nhưng bây giờ mình uống là mình tập thể dục rồi mình, đấy các bạn thấy không? Cho nên phải có cái thời gian, ok nha. Chúng ta cứ động viên bệnh nhân là phải uống đủ thời gian là nó sẽ phục hồi. Vâng. Đúng rồi, em cũng nói chị ấy rồi, chị ấy cũng không thắc mắc vấn đề đấy. Nhưng mà ý em hỏi okay, là chị ấy lại có cái triệu chứng là nhức mắt ấy. Thì bây giờ em tập trung vào cái sản phẩm về mắt ở bác. Em hỏi là em phải tự hay là vẫn cứ uống như bình thường? Sao bình thường nó là được. Bây giờ nước, bây giờ em đang sơn tường nhưng mà vòi nước nó xì thì em có lấy sơn nước em gắn vào đó để cho nó ít xì nước được không? Thế em bây giờ nước sơn tường hay là ngói ở trên kia có đưa xuống mà lắp vô cái vòi nước để cho nó khỏi chảy được không? Em phải thay vòi nước hay là robinet gì chứ? Thế thì có, bởi vì công ty chúng ta đã làm cho rất nhiều sản phẩm để phù hợp với mọi nhu cầu, đúng không? Thế thì mình phải biết cái sản phẩm nào về mắt nó có. Những sản phẩm này bác anh không nói ra, nói là lười học, cho nên là phải tự tìm hiểu cái sản phẩm gì về mắt và chúng ta đưa vô, đúng không? Dạ. Thậm chí mà muốn yêu mà còn có sản phẩm để cho mình yêu được nữa mà, muốn gì là những sản phẩm kia, nghĩa lý gì. Rồi, các bạn nào có Trâm cười cái gì Trâm? Trâm nghe nói sản phẩm muốn yêu là Trâm cười đúng không? Dạ, Thủ lĩnh ơi. Đấy. Vâng, xin mời Phượng. Dạ, ở trong hệ thống con có một chị cũng có vấn đề cần nhờ Thủ lĩnh tư vấn giúp á. Thì mời chị Phượng mở mic, có gì hỏi thủ lĩnh nhanh tại vì gần hết giờ á chị. Bạn nào? Rồi, bác ơi. Trương Phượng đúng không? Dạ. Dạ. Bác nghe cháu nói không? Nghe quá rõ luôn. Tại cháu có thằng cu nhỏ nó 6 tuổi mà nó bị cần đi khám bệnh viện mắt thì nó bị cần hơn 4 độ mà nó bị hai mắt thì một mắt nó yếu hơn
hôm qua cháu đưa thằng cô đi khám ở trên bệnh viện mắt thành phố ạ, thì bác sĩ kêu là về cô che mắt cho bé không, thì cháu nói là có che, nhưng mà 2 tháng vừa rồi đây thì về quê thì không che, nhưng mà giờ mắt của bé nó nặng hơn ấy. Bác sĩ nói là trên 10 tuổi nếu mà không che mắt đều cho bé thì trên 10 tuổi là cái mắt của bé nó bị mờ luôn. Là bác sĩ nói là cháu có tiền mà đi ra nước ngoài thì cũng không chữa được, nên từ cháu vì muốn hỏi bác là xem có cái sản phẩm nào để cho từng cô cháu nó uống được hay là nhỏ mắt được không, tại vì ở trên bệnh viện không cho thuốc nhỏ mà chỉ lên là cái cắt kính. Tại vì cháu là nó vừa bị lé, nó không biết có phải là bị dị ứng thuốc sốt không, mà sinh ra thì nó cũng bị lé, mà sau này 4 tuổi thì tự nhiên mắt của bé được nó uống một chai thuốc hạ sốt uống nước ấy, nó là bị dị ứng là nó sưng từ trên người xuống, sau nó bị bạn nào đang ở gần cái quạt nha. Chị Phượng ơi, chị Phượng có ngồi gần cái quạt không? Nghe rất là ồn. Nay không lông khô đi ạ. Nghe quá rõ luôn, đến nỗi mà nghe cả tiếng quạt luôn đấy. Mà hồi nãy hỏi bác có nghe không, bác nghe cả tiếng quạt. Bây giờ nhanh như thế này. Trước hết là về cái sinh hoạt, là có cho cháu nó tiếp cận với lại điện thoại máy tính không? Dạ, điện thoại thì bên ngày thì cháu đi làm đến 8 giờ tối mới về, thì nếu mà bé có xem thì được tầm cỡ 15-20 phút thôi ạ. Không cho nó xem. Dạ. Bởi vì bây giờ nó đang bị khuyết tật về mắt như vậy, nó đang bị lé và cái thị lực nó kém, cho nên chúng ta không cho nó tiếp cận cái điện thoại nha. Dạ. Tìm những giải pháp khác cho trò chơi gì đó cho nó. Còn sản phẩm Siri sẽ khắc phục được, yên tâm. Vấn đề là cái thằng cu lớn nó có đồng ý cho thằng cu nhỏ nó uống hay không thì cái đó là phải hỏi. Vì nhà có 2 cu cho nên là phải thống nhất. Là bây giờ nói với lại thằng cu lớn đó là bây giờ thằng cu nhỏ mắt nó như vậy đó, thì bây giờ thằng cu lớn có đồng ý cho nó dùng không? Nếu dùng thì phải dùng những cái sản phẩm về mắt. Ví dụ như là chúng ta có bộ Neurovision này, Vision Box này, thì chúng ta cho bé nó dùng cái đó, và ngoài ra những cái vi chất dinh dưỡng khác, ví dụ như dòng Vitamama của bé đấy, Omega, thì nó sẽ xử lý được nha. Cái này đúng là Tây y không xử lý, Tây y là vô phương. Tại vì bố nó nói là nếu mà khám ở trong này xem thấy không có thuốc nhỏ gì ấy, thì bố nó tính là cho ra Hà Nội bệnh viện mắt trung ương khám để xem bác sĩ ở ngoài đó nói như thế nào, thì bữa nào bố nó vào bố nó tính sau. Nhưng mà bữa có chị Dục nói là vào bác hỏi bác Sáng xem tư vấn cái sản phẩm gì để cho cháu nó uống á. Nhỏ bên ngoài làm sao mà điều chỉnh được thần kinh bên trong? Nó phải xử lý từ trong não ra mà. Có thuốc là nhỏ trong não không? Bây giờ khoan lỗ mà nhỏ được vô trong não, khoan hộp sọ mà nhỏ vô được á, thì có lý. Nha, cho nên chúng ta đừng đi theo phương pháp đó, mất thời gian rất là tội cháu lắm. Nha. Tây y xử lý những triệu chứng này không hay. Cho nên chúng ta biết là tây y phẫu thuật về cấp cứu rồi thì được, ngoại khoa là rất là hay. Nhưng những cái bệnh này thì nó bổ thuộc về cơ chế thì tây y không xử lý được, cho nên chúng ta cho dùng những sản phẩm này gọi là thực phẩm chức năng, là gì? Thị lực bị kém chức năng, chúng ta dùng thực phẩm chức năng để phục hồi thị lực lại, chức năng của nhãn cầu. Chức năng của mắt là nhìn, đúng không? Đúng không? Nhìn không được là suy giảm chức năng, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta cho uống thực phẩm chức năng là để phục hồi lại chức năng. Đó là nguyên lý chữa bệnh của bằng thực phẩm chức năng, là như thế, đơn giản nha. Dạ. Uống đi. Dạ, cháu uống đi là biết. Chức năng thì cháu cũng phải cho thằng, cho dù nó tốn cỡ nào thì cũng phải cho thằng cu nó uống. Còn tương lai của nó cho giờ thấy treo, nếu mà che một cái mắt khỏe thì trừ lại mắt yếu mà không trông kính thì nó không thấy gì hết. Mà không, đúng kính, thấy. Đúng, dạ. Chính xác. Phượng nghĩ như vậy là hoàn toàn đúng. Đầu tư cho con, nhớ là giàu hai con mắt khó hai bàn tay. Cho nên dạ, đây là cơ hội cho cháu. Nghe lung tung bây giờ cứ đưa con đi ra Hà Nội, thậm chí ra nước ngoài đi nữa, cuối cùng là Phượng vẫn rơi mà sát Phượng tả tơi. Hát cái bài đó mà nhớ. Dạ. Vậy đây thằng cu cháu đây. Ok. Dạ. Rồi. Dạ, yên tâm nha, cứ cho cháu, cho bé nó dùng các sản phẩm này. Dạ. Thì có ai là người đỡ đầu, hai người đỡ đầu của Phượng? Chị Dục ạ. Dạ, chị Dục, là chị Phượng đó, là tầng 2 của con đó bác Sáng. Thế thì gặp sư tỷ ở đây là yên tâm rồi.
có sư tỷ ở đây rồi hai phượng nữa, là mà kết hợp như thì là mùa hè kéo dài như giống như corona từ Tết đến giờ luôn rồi đó. Rồi nha, yên tâm đi, không phải lo gì đâu. Không phải đi đâu này hết đó, cứ ngồi ở nhà mà uống là mai mốt là nó sẽ tự tự hồi phục. Cái này nhiều kết quả rồi mà. Dạ. Cháu cảm ơn bác. Không có chi. Đỗ Hiền là ai à? Thủ Linh ơi, chờ em ạ. Cho em hỏi Thủ Linh đi em. Vâng. Em chào Thủ Linh ạ. Em hỏi em. Vâng, em hỏi là em có bà cô ấy thì là cô bị đã giáp mổ giáp về đã được 7 đến 7 tháng này rồi, thì em đã uống được tháng này là tháng thứ 2 của sản phẩm bên mình, thì nhưng mà cô vẫn không nói được, nói nghe nó rất là khó, mà kiểu đờ mở cổ thì rất là nhiều, coi như là không kiểu lúc nào cũng đờ mở cổ ấy, thì nói đi nó không muốn ra tiếng, nó kiểu giác hết cổ ấy ạ, mà mệt mỏi. Em đã cho dùng đầu tiên, tháng đầu tiên thì em cho dùng thanh lọc này, diflucan này, canxi selen và zicmanium, và với lại dùng phulo 4. Thế giờ là cô kêu mệt quá, thì là sang tháng thứ 2 là bắt đầu ngày hôm qua đấy ạ, thì con lại chuyển cho dùng sang bộ siêutamin và phulo 4 với lại zicmanium với lại trà nu, thì cô ấy bảo là hai hôm nay thì có cái biểu hiện là thấy cứ uống cái siêu vitamin vào thì thấy biểu hiện của nôn ạ. Thì là muốn hỏi Thủ Lĩnh xem là như thế thì nó có phản ứng gì ạ? Thế bị ca giáp đúng không? Vâng ạ. Thế trong quá trình điều trị bằng Tây y là phải uống thuốc nhiều. Vâng. Chúng ta nhớ nha, tới với những cái trường hợp này á, là phải hết sức thận trọng. Người ung thư nó chuyển ghê lắm. Nên là nếu mà mình không làm công tác tư tưởng cho bệnh nhân, tôi là cái người xử lý quá nhiều ung thư là chúng tôi biết ung thư chuyển ghê lắm. Vì thế là chúng ta phải biết là bệnh nhân có đủ điều kiện tài chính để dùng hay không. Bởi vì uống ít quá cũng không hiệu quả đâu. Bây giờ phải chạy luôn cái thời gian phẫu thuật, không có nghĩa là khỏi. Phẫu thuật là giải quyết trước mắt, triệu chứng trước mắt. Còn tế bào ung thư nó còn đầy ở trong cơ thể đó, cho nên chúng ta phải dùng để xử lý cái tế bào còn lại nhiều lắm. Tế bào ung thư nó nhiều lắm, cho nên nó sẽ có cái hiện tượng di căn. Tây y là 8 năm sau mới câu trả lời là hoàn toàn khỏi không khỏi. Nếu trong 8 năm mà nếu mà nó không xuất hiện ở vị trí nào nữa thì mới gọi là kết luận là ca phẫu thuật hoặc là cái đợt điều trị đó thành công. Có những người đến năm thứ 5 là nó là xuất hiện trở lại một khối u ở đó và ra đi rồi. Nên là chúng ta phải thận trọng. Em cho người nhà uống một tháng bao nhiêu tiền hả Hiền? À, một tháng đầu tiên thì là 4,8 triệu, còn tháng vừa đây thì là 4,3 triệu. Đấy, ung thư mà uống như vậy mới có một nửa tiền thôi. Vâng ạ. Ung thư uống ít nhất là phải từ 8 triệu, tức là bây giờ 10 triệu ta làm hợp đồng cho họ, ví dụ là được giảm 25%. Những ca đó là không dưới 10 triệu đâu. Vâng. Chúng ta uống ít quá cho nên không thể nào nhanh được. Chúng ta nhớ nha. Vì mình phải chạy đua với thời gian. Ví dụ bây giờ mình phải biết là sản phẩm là Core Energy đấy, thì bây giờ mệt quá nhỏ qua nước uống là nó sẽ khỏe ngay lập tức. Vâng. Đó là xử lý triệu chứng nha. Cho nên mình phải biết cái là ai đỡ đầu nha. Em ở Xuyến ạ, mà Xuyến Tuyên Quang. À Xuyến à? Vâng ạ. À em là Xuyến. Okay. Xuyến là bác sĩ mà. Vâng. Bác sĩ Xuyến phải hỗ trợ nha, bác sĩ Xuyến em cũng hỏi Xuyến rồi. Yên tâm đi, tăng liều lên, vấn đề ở đây là phải tăng liều lên. Còn cái chuyện mà uống vô nó nôn ra là chuyện đó là chia nhỏ liều ra, bởi vì đó là hiện tượng, đó là hiện tượng dạ dày tự xúc rửa. Nha. Vâng. Rồi. Vâng. Vâng, em xin cảm ơn ạ, em xin chào. Vâng. Có ai hỏi gì nữa không? iPhone 6, iPhone hỏi là ai? iPhone ở đây là ai? iPhone nào mà nhắn lên câu hỏi đây em đúng không? iPhone đúng không? Bật mic lên. Nha, có là có trường hợp mà bị khớp và bị ca tuyến giáp nữa, đúng không?
không khỏi, không nghe, em mở mic lên không nghe gì cả nha. Thôi bây giờ người khác hỏi đi, người khác hỏi. Cho em hỏi chút. Vâng, mời Phạm Thị Nga đi ạ. Dạ, em xin chào thủ lĩnh và chào cả nhà. Em cũng đang điều trị bệnh khớp thủ lĩnh. Dạ em có điều trị gì khớp và em uống cũng các cái sản phẩm rồi, riêng có cái lọ Bosa, cái lọ sản phẩm này thì em có dùng hai lọ rồi. Vậy thì em hỏi thủ lĩnh là có nên dùng tiếp trong cái liệu trình đang dùng không ạ, hay là cái sản phẩm này chỉ dùng hai lọ là đủ ạ? Dạ. Em uống mấy loại về khớp? Em uống hai lọ sản phẩm này rồi. Nhưng mà phải uống nữa chứ sao mày? À dạ. Em muốn kết hợp mấy loại? Em muốn kết hợp mà C6 rồi canxi rồi trà khớp rồi hemthi glucosan. Riêng có hai loại này thì em uống mới có hai lọ. Em vẫn duy trì cái liệu trình nhé. Có nghĩa là duy trì uống hết, khi nào mình khỏi thì thôi à thủ lĩnh. Ồ, càng uống càng tốt mà, người khỏe cũng cần nên uống mà. À dạ. Chúng ta có rất nhiều khớp xương mà, cho nên chúng ta cần phải bảo vệ nó. Dạ. Nha, nó không đau vị trí này, nó sẽ đau vị trí khác, cho nên tiếp tục uống đi. Nha. Dạ. Rồi, em xin cảm ơn. Dạ. Bây giờ như thế này nha, tôi xin góp ý với các bạn. Các bạn rất là thương những người quen của mình. Nhưng mà đối với những bệnh nhân ung thư, thực tế là tôi trả lời đây cũng không giúp gì cho bệnh nhân được nhiều. Vì là điều trị ung thư nó là gọi là nghiệp bệnh, cho nên các bạn muốn dính đến ung thư thì các bạn phải có kiến thức để chăm sóc người ta. Bởi vì một cái thực đơn nó có thể thay đổi trong vòng, có khi tôi chỉ cho có vòng nửa tháng là tôi phải thay đổi thực đơn khác rồi. Tôi đang thăm dò cái phản ứng của cái trường hợp ung thư đó như thế nào. Thế bây giờ nửa tháng nữa các bạn lại hỏi tôi, rồi nửa tháng nữa các bạn hỏi tôi, một tháng nữa các bạn hỏi tôi, 50 người trong hệ thống mà hỏi như vậy thì tôi chỉ ăn một trả lời thôi, quên cả vợ luôn, chứ đừng có nói là làm tiết bài đào tạo. CVD nhiều bác sĩ đâu ai dám giống chạm vô ung thư, các bạn hiểu không? Cho nên những người thân của mình biết người thân của mình thì mình thương, mình muốn giúp cho họ thoát được cái bệnh. Thế thì bây giờ mình phải đưa họ, mình tức là có người nhà đó, họ phải cho họ tìm hiểu về sản phẩm và chia sẻ với họ những cái kết quả ở trên kênh YouTube của tôi á, Lương Yên Ngọc Sáng đã có những cái kết quả về ung thư, tôi đưa lên những cái video clip đó. Thế thì mình sẽ cho cố niềm tin là cho họ xem những cái video đó, còn việc mình là phải nhập những cái sản phẩm nào mà nó liên quan đến cái tình trạng ung thư ở vị trí nào đó thì chúng ta đã được đào tạo khá nhiều rồi. Thì các bạn cho uống chứ đừng có hỏi nhiều quá, bởi vì cái điều quan trọng nhất là nó là về tâm linh, nó là nghiệp bệnh, cho nên là mình phải hướng bệnh nhân cầu nguyện và ăn chay, tức là ăn kiêng hoàn toàn thì nó mới có cái cửa để mà khỏi. Nếu mà không hiểu được điều đó thì tại sao mà bệnh viện Tây Y đó người ta khuyên bệnh nhân về ăn gì thì ăn xong rồi chết đời. Ta nhớ như vậy nhé, nó phải trả một cái giá. Nên là đừng chạm vào ung thư nhiều quá. Các bạn không thấy cái hay ở đâu mà thấy cái dở rất là nhiều. Người ta không hiểu, người ta quay, người ta đổ thừa là vì cho uống sản phẩm siri mà chết. Mình thì chết trong sao ta mà dính vô là mang tiếng. Các bạn biết là tôi rất là khổ sở cái việc chăm sóc bệnh nhân ung thư. Nhưng mà may là mình là người có cái kiến thức vững, cho nên là mình không bị khủng hoảng. Chứ các bạn chạm vô là các bạn khủng hoảng liền. Cho nên là tôi khuyên như vậy. Đôi khi tôi không trả lời vì như vậy nhé. Nặng quá không cứu được thì tôi không trả lời. Các bạn đừng cố gắng. Ngoài khả năng rồi, không bơi được đừng nhảy xuống cứu người ta. Mình cũng chìm, họ cũng chìm, mình cũng chìm luôn đấy. Nhé nhé. Ok các bạn, rồi trả hot lại cho bạn Phượng. Chúng ta nhớ ghi âm nha Phượng nha. Dạ vâng, con đang ghi âm rồi. Thì bây giờ cũng là 10:45 rồi, chắc để cho thủ lĩnh nghỉ ngơi rồi hôm sau có sức để mà tư vấn tiếp. Chứ hồi nãy giờ vừa đào tạo vừa trả lời cũng nhiều lắm, mà cái này chắc mà hỏi nữa chắc không có ngưng được luôn á. Nên là nay cũng còn có mấy ngày cuối tháng, chắc là chúng ta sẽ nghỉ sớm để còn 2 ngày chúng ta chiến đấu tiếp. Tập trung. Dạ vâng. Tập trung chiến đấu các bạn nhé. Chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Dạ. Dạ, rồi. Con cảm ơn thủ lĩnh rất là nhiều. Cảm rồi. Ơn tất cả mọi người. Dạ. Rồi, xin chào các bạn. Chúc các bạn chào. Đêm bye. Thanh bình. Chào ngày mai là thủ lĩnh. Vâng, buổi chào tới. Các chào cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Ngủ ngon. Cả nhà ngủ ngon. Ngủ ngon. Bye. Bye. Chạm vào ung thư.